Vâng ạ, em chào cả nhà này. Dạ, hôm nay em sẽ like áo nha mọi người ơi. Áo kiểu nha, hôm nay xả áo kiểu này để rộng thoi nha. Chị nào đang xem like chấm lên tương tác cho em ạ. Mỗi chị cho em một nút chấm nha. Chào Phạm Minh Đức, em chào mọi người, chào chị Thu Hiền này. Rồi, em chào mọi người nha, em chào tất cả các chị yêu của em ha. Rồi, chị nào đang xem like chấm cho em một nút chấm này. Rồi, em chào các đủ nha. Rồi, hello anh Quỳnh Celine nha, chào chị đẹp nào. Rồi, chào chị Hương Bình nha. Rồi, em chào tất cả các chị đẹp của em nha. Chị gái nào đang xem like chấm lên cho em ạ. Chấm lên cho em nha mọi người ơi, hôm nay xả nhá, xả áo, nói chung là xả áo kiểu nhá. Giá sập sàn luôn ạ, 100k 5 cái các chị yêu nha. Đồng giá 100k 5 cái là áp dụng chia sẻ bài nhá. Mỗi chị cho em 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nhá. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em nha mọi người ơi. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội nhá. Rồi chào chị Nguyên. Chào chị Anh Mai nè, chào chị Tuyết Nhung nha, chào chị Yến Linh nè. Hôm nay em sẽ like cũng like bằng hai máy luôn. Nên là chị nào nhanh tay trước thì sẽ được nha. Chấm lên cho em một nút chấm này. Chấm cho em một nút chấm nha mọi người ơi. Chấm và chia sẻ cho em ạ. Hôm nay xả sập sàn nhá, đồng giá 100k 5 cái cho em ạ. Rồi đồng giá 100k 5 cái áp dụng là chia sẻ bài nhá. Chấm lên cho em ạ. Rồi chào chị Thanh Trần nhá. Rồi em chào chị Trương Phối Phối, chào chị Kim Cương này. Hôm nay xả sập sàn luôn, đồng giá 100k 5 cái thôi nhá. Rồi, em tặng con đầu like nha các chị yêu nha. Tặng con đầu like với giá là 0 đồng. Em chào chị Thanh Trúc này. Rồi, em chào các chị yêu nha. Chấm lên cho em này. Để đầu like em tặng 0 đồng cái em mặc với giá là 0 đồng nha. Áp dụng chia sẻ bài 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội cho em ha. 2 lần lên trang cá nhân và 2 lần trong nhóm hội áp dụng để chia sẻ bài ạ. Rồi. Chia sẻ đi các chị ơi, hôm nay chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ nha. Em xả lỗ để lấy tương tác nên mọi người phải chia sẻ nhiệt tình cho em nha. Trời ơi, 100k 5 cái áo sơ mi Hàn Quốc không ở đâu có đâu ạ. Hôm nay em xả để lấy tương tác thôi. Chấm bài và tương tác để mạnh lực view lên cho em nào các chị ơi. Chị nào đã chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ lên cho em nha. Chị nào đã chia sẻ rồi thì comment cho em là đã chia sẻ lên ạ. Rồi bắt đầu em tặng luôn ạ, tặng hai con đầu like cho hai bên máy thôi nhá. Rồi bây giờ em sẽ like luôn các chị gái nhá. Em tặng 0 đồng cho các chị yêu này, áp dụng là chia sẻ bài. Con đầu tiên chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu là mặc vừa. Rồi 0 đồng cho em ạ, 1 kèm số cho em comment đúng mã nhá. Mã 1 0 đồng kèm số này, rồi cảm ơn chị Kiều Diễm đã chia sẻ nè. Rồi mã 1 0 đồng kèm số cho em, mã 1 0 đồng 52kg quay đầu là mặc vừa cho em mã 1 0 đồng, mã 1 kèm số cho em. Dạ cảm ơn chị Yến Linh. Mã 1 0 đồng kèm số cho em ạ, mã 1 nhá. Rồi 0 đồng cho em mã 1 kèm số cho em ạ, mã 1 0 đồng kèm số nhá. Rồi mã 1 không đồng kèm số cho em ạ. Rồi con này size to dành cho chị nào 50-60kg mặc vừa nhá. 50-60kg mặc vừa, con này là dáng dây nhá. 50-60kg mặc vừa. Rồi cho em mã dây kèm số cho em, 0 đồng cho em mã dây. Mã dây 0 đồng kèm luôn số nhá mọi người ơi. Mã dây 0 đồng cho em mã dây kèm luôn cho em số ạ. 0 đồng mã dây. Rồi mã dây, mã dây 0 đồng kèm số cho em ạ. Comment đúng mã nhá các chị ơi. Mã dây 0 đồng kèm số cho em, mã dây 0 đồng mã dây kèm số cho em ạ. Rồi, em sẽ like giá bình thường nhá, đồng giá 100k 5 cái áp dụng là chia sẻ bài ạ. Rồi mã 1 kèm số cho em nha mọi người ơi. Comment đúng mã là có đơn hàng nha mọi người ơi, comment đúng mã cho em ạ, kèm số luôn cho em là được nhá. Rồi con này chỉ nào 52kg quay đầu là mặc vừa. 52kg quay đầu là mặc vừa con này. Rồi lên xem em mã trắng kèm luôn số cho em. Rồi lên xem em mã trắng 52kg quay đầu mặc vừa. Rồi 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng kèm số cho em ạ. Rồi lên xem em mã trắng comment đúng mã các chị ơi. Rồi lên xem em mặt trắng kèm luôn số cho em 52kg đây là mặt vừa. Đồng giá 100k 3 cái ạ. 5 cái lộn, đồng giá 100k 5 cái. Rồi mã 1 này, mã 1 cho chị Hương Bình ạ. Mã dây của chị Anh Quỳnh Celine. Mã 1 cho chị Hương Bình, mã dây chị Anh Quỳnh Celine. Rồi con này siêu đẹp luôn nha, chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu mặc vừa nha. 50kg quay đầu là mặc vừa, rồi lên xem em mã số 2 kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 2, đồng giá 100k 5 cái nhá. Rồi cho em mã 2 kèm luôn số cho em ạ. Rồi lên xem em mã 2, mã 2 kèm số cho em, cho em mã 2. Mã 2 kèm số cho em ạ, lên xem em mã 2 kèm số nhá. Cho em mã 2 kèm số ạ. Chấm lên cho em một nút chấm nào mọi người ơi, lên xem em mã 2. Rồi một con cúc kiểu cúc ngực như vậy nhá. Rồi lên xem em mã cúc kèm số cho em, con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu luôn các chị gái nhá. Con này co giãn được này, 55kg quay đầu luôn ạ. 45 tới 55kg này, cho em mã cúc kèm số cho em. Đồng giá 100k 5 cái các chị yêu nhá. Rồi lên xem em mã cúc kèm số luôn cho em ạ. Rồi cho em mã cúc này, mã cúc kèm số cho em. Lên xem em mã cúc kèm số ạ. Chấm cho em một nút chấm nào mọi người ơi, lên xem em mã cúc nhá, mã cúc kèm số cho em ạ. Rồi cho em mã cúc nhá, mã cúc kèm số cho em.
Rồi con này chị nào cỡ tầm 50 kg quay đầu là mặc vừa, 50 kg quay đầu mặc vừa. Con này siêu đẹp luôn các chị ơi. Chị nào mà công sở đây, 50 kg quay đầu mặc vừa. Lên xem mã vàng kèm số cho em, 50 kg quay đầu ạ. Rồi 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã vàng nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã vàng kèm luôn số ạ, 50 kg này. Rồi mã cúp cho chị Thùy Dung chốt hàng lên số xem em ạ. Rồi lên xem mã vàng chốt đủ 5 cái cho em nhá. Rồi lên xem mã vàng. Rồi 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã vàng kèm luôn số nhá. Rồi cho em mã vàng kèm số cho em nha mọi người ơi. Lên xem mã vàng. Đồng giá nhá. Đồng giá 100k bột 5 cái ạ. Rồi cho em mã vàng kèm luôn số cho em nhá, mã vàng ạ. Mã vàng kèm số cho em. Rồi con này 55 kg quay đầu là mặc vừa nhá. Trời ơi, một con hồng siêu đẹp. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng ạ. Rồi lên xem em mã hồng nhá. 55 kg quay đầu này. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng nhá. 55 kg quay đầu cho em mã hồng ạ. Mã hồng kèm số cho em. Rồi lên xem em mã hồng. Mã hồng kèm số ạ. 55 kg quay đầu cho em mã hồng nhá. Mã hồng kèm số này. Chấm mài cho em ạ. Mã vàng chị Nga Cù ạ. Rồi ok chị Thùy Dung. Chốt đủ đơn 5 con cho em nha mọi người ơi. Ok chị Thùy Dung này, vàng chị nè. Nạ Nga Cù ạ. Rồi con này siêu đẹp. Dành cho chị nào mà đi công sở thì hốt liền con này cho em. Đây xem em mã đen kèm số 55 kg quay đầu nhá. Rồi 55 kg quay đầu cho em mã đen. 55 kg quay đầu cho em mã đen kèm số luôn ạ. 55 kg siêu đẹp luôn các chị yêu nhá. Con này chất liệu là vải von ạ. Rồi lên xem em mã đen kèm số cho em ạ. Lên xem em mã đen. Đen kèm số cho em nha mọi người ơi. Lên xem em mã đen nhá. Mã đen ạ. Rồi cho em mã đen. Mã đen kèm số ạ, đen ạ. Rồi lên xem em mã đen. Đen kèm số cho em. Rồi con này là dáng suông cho em. Đen cho chị Lê Nguyễn. Lê Nguyễn ơi cho em. Cho em 3 số thôi. Lê Nguyễn ơi cho okay, em ạ. Rồi ok chị Lê Nguyễn ạ. Rồi con này dáng suông cho em ạ. Trời ơi xin chào. Con này là dáng suông nha mọi người. Rồi chị nào cỡ tầm 60 kg quay đầu luôn nhá. 60 kg quay đầu. Lên xem em mã suông kèm số cho em. Đồng giá 100k 5 cái các chị nhá. Lên xem em mã suông. Mã suông kèm số cho em ạ. Mã suông. Rồi cho em mã xuống. Chắn bài tương tác lên giúp em đi. Chị Hạnh Phúc khó tìm ơi. Chị lựa thêm đi để em đi đâu chị luôn nhá. Mã xuống kèm số cho em ạ. Mã xuống nhá. Mã xuống. Mã xuống. Rồi mã xuống nha. Xuống kèm số cho em. Rồi mã xuống chị Lê Nguyễn dồn đơn. Rồi con này 55 kg quay đầu mặc vừa. 55 kg quay đầu cho em mã xanh này. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh nha. 55 kg quay đầu. Mã xuông em hết rồi nhá. Con này cho em mã xanh. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh kèm số cho em. 55 kg quay đầu. Kiểu dạng baby doll nha, cho em mã xanh ạ. Rồi lên xem em mã xanh. Mã xanh kèm số cho em mã xanh này. Xanh kèm số ạ. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52 kg quay đầu mặc vừa. Trời ơi. Theo nè các chị ơi, cổ theo nha. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mặt trắng. 52 kg quay đầu mặc vừa. Lên xem em mặt trắng kèm số cho em. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mặt trắng ạ. 52 kg quay đầu mặc vừa. Lên xem em mặt trắng kèm số ạ. Cái đây mặt trắng. 52 kg quay đầu mặc vừa. Trắng kèm số cho em. Rồi. Áo dây nè các chị này. Lên xem em mã dây. Trời ơi đẹp chưa. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã dây. 50 kg quay đầu mặc vừa dây. Trắng chị Tuyết Hồng Phạm ạ. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã dây. Cho em lại số nha chị Tuyết Học Phạm ơi, cho em lại số ạ. Rồi mã dây kèm số cho em, các chị chốt đổ đơn 5 cái đổ lên em ship hàng nha. Rồi 50 kg quay đầu dây. 50 kg quay đầu dây ạ. 50 kg quay đầu dây nhá. 50 kg quay đầu dây ạ. Chấm lên cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Rồi. Rồi con này size to cho em ạ, con này size to nhá. Size to có dây. Hà Thắm là chốt hàng lên số cho em nha. À, trời ơi. Kiểu vậy nha các chị ơi, free size con này cho em ạ xanh. Nhìn vậy thôi nhưng mà cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Ok chị chứ không phải. Rồi free size có dây rút ở eo phần này như nhá. Chị nào mà thích kiểu rộng này chị nào. Nói chung con này free size cho em ạ xanh. Hà Thắm rồi chốt mã dây lên số cho em đi. Free size cho em ạ xanh kèm luôn số cho em, free size mã xanh ạ. Free size cho em ạ, xanh này, xanh free size nhá. Rồi, 50 kg quay đầu mặc vừa cho em ạ hoa. Rồi, 50 kg quay đầu mặc vừa lên giùm em ạ hoa kèm số cho em, con này size nhỏ nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em ạ hoa. 50 kg quay đầu mặc vừa hoa.
50 kg quay đầu khoa, 50 kg quay đầu khoa. Rồi con này còn nguyên tang nguyên mạc luôn, okay, nên mạc còn tên chị Hà Khánh này, mạc hoa cho chị Tuyết Nhung. Rồi 48 50 kg mặc vừa, 50 kg qua đầu, 40 tới 50 kg cho em mã còn tem, 40 50 kg cho em còn tem, 40 50 kg cho em mã còn tem. Cho chị Kim Liên chấm cho em một nút chấm nào với chị ơi. Đây rồi, bên mã còn tem. Rồi đen siêu đẹp 55 kg qua đầu cho em mã đen này, 55 kg qua đầu còn tem của chị Tuyết Hồng Phạm. Rồi mã xanh này, mã xanh cho chị Thanh Trần chốt hàng cho em số ạ. 55 kg qua đầu mặc đẹp cho em mã đen này, 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen, 55 kg quay đầu mặc vừa đen, đen kèm số cho em mã đen nhá, đen. Rồi con này trời ơi đẹp lắm luôn ấy trời ơi, con này họa tiết là hoa thêu này, 55 kg này, 55 56 kg quay đầu cho em mã dài nhá, 55 56 kg cho em mã dài mã đen cho chị Tuyết Nhung. Rồi lên xem em mã dài, mã còn tem em hết rồi nhá, cho em mã dài. Rồi mã dài kèm số cho em này, mã dài nhá, dài kèm luôn số ạ. Rồi free size con này, trời ơi, lên xem em mã sọc. Nói chung bao nhiêu ký mặc cổ ok hết cho em này. Rồi lên xem em mã sọc, free size. Free size sọc ạ. Free size sọc nhá. Dài của chị Lê Nguyễn. Chốt hàng kèm số em hỏi đi. Rồi con này size nhỏ đấy. Size nhỏ nhá. Ủa cái này chị bé phải không? Không, 50 ký. Rồi con này dạng crop top nha các chị nhá. Con này dạng lửng, dạng ngắn này, 50 kg qua đầu mặc vừa, 50 kg qua đầu mặc vừa. Lên xem em mã ngắn kèm số cho em. Sọc cho ăn quần slim. 50 kg qua đầu mặc vừa cho em mã ngắn, 50 kg qua đầu mặc vừa. Lên xem em mã ngắn kèm số cho em, 50 kg qua đầu mặc vừa cho em mã ngắn á. Ngắn kèm luôn số cho em ạ. Rồi một con vải phi. Trời ơi, ủa, em phải nói đấy. Lộ nhá, lộ phi này, phi lộ nhá. Rồi con này chị nào 50 kg qua đầu mặc vừa cho em mã đen kèm số này, chị nào mà công sở hốt liền con này cho em, cực kỳ đẹp luôn cái chị này, lên xem em mã đen. Rồi cho em mã đen kèm số 50 kg qua đầu ạ. Rồi 50 kg qua đầu đen nhá, 50 kg qua đầu mặc vừa, lên xem em mã đen kèm số cho em, lên xem em mã đen, mã đen kèm số ạ. Rồi con này size nhỏ nên 50 kg qua đầu mặc vừa. Rồi mã dài, mã dài hết rồi đúng không? 50 kg quay đầu mặc vừa. Nương Lê chốt hàng lên số giúp em đi ạ. 50 kg quay đầu mặc vừa, lên xem em mã trắng á. 50 kg hả? 50 kg quay đầu cho em trắng á. 50 kg quay đầu trắng. Trắng cho em. Mã dài em hết rồi này. Rồi con này 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã lạ này. 52 kg quay đầu mặc đẹp cho em mã lạ nhá. 52 kg quay đầu mặc đẹp cho em mã lạ, lạ kèm số cho em. 52 kg quay đầu mặc vừa lạ. Trắng là chị Hà Khánh. Chốt đủ đơn nha mọi người. Free size con này. Trời ơi 75-70 kg gì cũng ok cho em ạ. Lên xem em đỏ đây. Free size cho em đỏ nhá. Rồi free size cho em đỏ kèm số cho em ạ. Chốt số điện thoại. Free size cho em đỏ. Không chị ơi, chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại thì mai em mới gọi cho chị được chứ chị. Mã lạ cho chị Lê Nguyễn ạ. Mã lạ chị Lê Nguyễn dồn đơn. Trời ơi 55 kg quay đầu cho em mã vàng nè. 55 kg quay đầu cho em mã vàng nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã vàng. Siêu đẹp luôn. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã vàng ạ. 55 kg quay đầu cho em vàng. Vàng kèm số cho em mã vàng nhá. Vàng ạ. Dạng kỳ lê ạ. Rồi con này dạng kỳ lê nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã nhỏ đây. 50 kg quay đầu mặc vừa. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã nhỏ ạ. 50 kg quay đầu mặc vừa, lên xem em mã nhỏ kèm số cho em nhá. Vàng theo bay cho em lại số nhá chị ơi. Lên xem em mã nhỏ này. 50 kg quay đầu dạng kỳ lê này cho em mã nhỏ nhá. Mã nhỏ kèm số cho em ạ. Rồi lên xem em mã nhỏ này, nhỏ kèm số cho em nhá. Rồi cho em nhỏ này. Rồi kỳ lê này, kỳ lê cho chị ạ. Tuyết Nhung ạ. Kỳ lê cho chị Tuyết Nhung nhá. Rồi. Con này chất liệu là vải xô nha mọi người ơi. Lên xem em mã xô kèm số cho em. Rồi lên xem em mã xô. 55 kg quay đầu cho em mã xô. 55 kg quay đầu cho em mã xô kèm số cho em. 55 kg quay đầu xô. 55 kg quay đầu xô. Xô. Mã nhỏ. Mã nhỏ là cái nào? Mã nhỏ hết rồi. Mã ghi là mã ghi. Rồi, bao nhiêu một áo vậy? Em có ghi ở dưới rồi chị ơi. 100k 5 áo chị ơi. 52 kg quay đầu mặc vừa. Rồi lên xem em mã sọc. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc, xô chị Anh Quỳnh Celine. Rồi cho em mã sọc 52 kg quay đầu sọc cho em nhá.
52 kg quay đầu sọc. 52 kg quay đầu sọc. Rồi, chị đen này siêu đẹp ạ. Thảo này có hơi chị thơ bày ơi. À, cái đó đỏ chưa? Chưa, đỏ chưa? Hồi nãy có lên Nguyễn Thúc. Rồi. Không, cái khác. Sọc của chị theo bay, chị theo bay là cho em xin lại số chị nhá. Nãy chị có 2 mã rồi ấy. 57 kg quay đầu mặc vừa cho em mã to. 57 kg quay đầu mặc vừa cho em mã to, kèm số cho em vải cực kỳ mềm luôn. 57 kg quay đầu mặc vừa cho em mã to, đóng thùng lên bao xuất sắc cho chị yêu mình luôn. 57 kg quay đầu cho em mã to này, 57 kg quay đầu mặc vừa to nhá. 57 kg quay đầu mặc vừa to. 57 kg quay đầu mặc vừa to, comment đúng mã cho em nha. Rồi con này siêu xinh luôn, chị nào cỡ tầm 52 kg quay đầu mặc vừa. 52 kg quay đầu mặc vừa một con tây phồng như này nha. 52 kg quay đầu mặc vừa to chị Tuyết Nhung. 52 kg quay đầu mặc vừa lên xem em mã trắng ạ. Trời ơi đẹp chưa? 52 kg quay đầu mặc vừa. Rồi lên xem em mã trắng 52 kg quay đầu nhá. 52 kg quay đầu trắng. To em hết rồi này. Tuyết Nhung. Rồi lên xem em mã chữ này, 55 kg quay đầu chữ cho em. 55 kg quay đầu chữ ạ. 55 kg này. 55 kg quay đầu chữ. Comment giùm em mã chữ ạ. 55 kg quay đầu nha. 55 kg quay đầu mặc vừa chữ. Chữ kèm số cho em. Rồi mã trắng ạ. Trần Thị Kim Hạnh ạ. Trắng Trần Thị Kim Hạnh. Rồi đỏ này siêu đẹp luôn các chị yêu ơi. Free size con này nhá. Con này có cột, cột cổ này nhá. Rồi chữ này, chữ cho chị Lê Nguyễn ạ. Free size kiểu dạng đuôi cá nha mọi người này. Free size kiểu form giống quần đuôi cá nhá. Rồi cho em đỏ kèm số cho em. Free size lên xem em đỏ đây. Free size cho em đỏ kèm số cho em ạ. Free size đỏ ạ. Free size đỏ nhá. Free size đỏ ạ. Trắng em hết rồi ạ. Free size đỏ nhá. Free size đỏ ạ. Free size đỏ. 50 kg quay đầu mặc vừa kiểu thay phòng nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen. 50 kg quay đầu mặc vừa lên xem em mã đen kèm số cho em. 50 kg quay đầu mặc vừa đen này. 50 kg quay đầu mặc vừa đen. Rồi con này là vải xô. Vải xô cho em này. Các chị mặc lót ở trong cho em nhá. Các chị mặc lót ở trong cho em ạ. Rồi con này cho em mã xô kèm số này. 55 kg quay đầu nhá. 55 kg quay đầu các chị mặc lót ở trong lên giùm em mã xô. Rồi 55 kg quay đầu xô. Đen chốt hàng lên số chị ơi. Đen chị Thu Hoàng chốt hàng lên số cho em ạ. Rồi ok Thu Hoàng. Chốt đủ đơn. Chốt đủ đơn 5 cái cho em nha. Chốt đủ đơn 5 cái ạ. Rồi chị nào 55 kg quay đầu mặc vừa. Con này có dây cột ở đằng trước nữa nhá. Rồi cho em mã dây kèm số cho em. 55 kg quay đầu. 55 kg quay đầu. 55 kg quay đầu này. Lên giùm em mã trắng. À lộn, lên giùm em mã dây. 55 kg quay đầu cho em mã dây. 55 kg quay đầu dây ạ. 55 kg quay đầu dây. Rồi free size nha mọi người ơi. Free size 60-70 kg gì cũng ok cho em ạ. Lên xem em mã to kèm số cho em ạ. Free size một con size to 70 này, 60-70 gì cũng được nhá. Rồi cho em mã to, to kèm số ạ. Rồi cho em mã to này. To kèm số cho em ạ. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa một con cánh rơi nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 1 này. 55 kg quay đầu nhá. Chấm cho em một nút chấm nào mọi người ơi. 55 kg quay đầu cho em mã 1 ạ. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 nhá. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 1 này. Mã 1 kèm luôn số cho em. Mã 1 ạ. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1. Chị nào đang xem live cho em một nút chấm này. Mã dây. Chốt hàng cho em số mọi người ơi. Chốt hàng cho em số ạ. Rồi 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã tím. Phượng Bình Châu chốt hàng cho em số chị ơi. 52 kg quay đầu. 52 kg quay đầu cho em mã tím đấy. Rồi 52 kg quay đầu mặc vừa cho em tím kèm số luôn cho em. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em tím ạ. 52 kg quay đầu tím cho em ạ. Tím. Rồi mã to Phượng Bình Châu hai con cho em số ạ. Phượng Bình Châu chốt hàng cho em số chị ơi. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc này. Rồi 52 kg quay đầu mặc vừa. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc nhá. Rồi 52 kg quay đầu mặc vừa sọc ạ. Tím cho chị theo bay. 52 kg quay đầu mặc vừa. Rồi cho em mã sọc này. Mã sọc kèm luôn số cho em ạ. Mã sọc nhá. 52 kg quay đầu này. Rồi cho em mã sọc ạ. Chị Phượng Bình Châu ơi, chốt hàng lên số giúp em đi chị ơi. Sọc. Chốt hàng xong lên số cho em. Mã sọc của chị Thu Hoàng.
sinh hoạt thành cũ. Rồi 55kg quay đầu cho em ạ, đen. Con này có mũ nhá, 55kg quay đầu cho em ạ, đen ạ. 55kg quay đầu đen nhá. Tí phải sọc em hết rồi. Đen. Chị Phụng Bình Châu ơi, cho em xin cái số điện thoại của chị với ạ. Chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Xem rồi nào. Dây này các chị này, siêu xinh luôn ạ. Rồi con này cho em mã lông kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã lông. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã lông kèm số cho em. À cột yếm, à rồi. Cột như vậy nha các chị ơi, xinh chưa ạ. Rồi lên xem em mã lông kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa. Rồi đây cho em mã lông tuyết lông kèm số ạ. Tuyết Trinh chốt hàng lên số đi chị ơi. Lông chị Tuyết Nhung. Mọi người ơi, mọi người chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em đó ạ. Tuyết Nhung hả? Rồi 55kg quay đầu một con dạng bích lung. Rồi cho em mã tay phòng kèm số cho em 55kg ạ. 55kg mặc đẹp cho em mã tay phòng. 55kg mặc đẹp cho em mã tay phòng. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi, cho em tay phòng này. 55kg quay đầu cho em tay phòng. Mã sọc hết rồi. Rồi con này phối len nhá. Cho em mã len. Rồi cho em mã len kèm số cho em ạ. 60kg quay đầu cho em mã len. 60kg quay đầu cho em len. Tay phòng chốt hàng lên số này, không là em nhường hả? Rồi. Cho em mã len này. Chốt hàng lên số mọi người ơi. Bực ghê á. Rồi 50-60kg cho em ạ. À 50-57kg quay đầu cho em ạ. 50-57kg cho em mã xanh này. Rồi 50-57kg cho em mã xanh. Mã len Hương Bình. Mã len cho chị Hương Bình ạ. Các chị ơi, chốt hàng kèm mã cho em mọi người ơi. Rồi con này lên xem em mã xanh. 100k 5 cái chị nhá. Mã tay phòng của chị Trang. Trang Ruby, chị ơi chốt đủ đơn giúp em nha, đơn trên 80k để em ship nha. Rồi 50-60kg cho em ạ, 50-60kg đỏ ạ. Xanh chị Thu Hoàng, 50-60kg cho em đỏ ạ. 50-60kg đỏ ạ. 50-60kg đỏ đây. Ủa chị Thùy Dương từ bên kia nãy qua bên này rồi hả? 55kg quay đầu cho em, 45-55kg này. 45-55kg này, đường may này, đường chỉ này các chị này. Lên giùm em mã viền kèm số cho em. Rồi 45-55kg mặc đẹp cho em mã viền. 45-55kg mặc vừa cho em mã viền nhá. Viền kèm số cho em. 45-55kg mặc vừa cho em mã viền. Viền kèm số cho em ạ. Chốt hàng. Viền kèm mã kèm số điện thoại giúp em nha. Mã lên em hết rồi nè. Rồi con này dễ thương cho nên lên xem em mã dễ thương kèm số cho em. Chị nào 40-45kg này, 40-48kg này. 40-48kg cho em mã dễ thương. 40-48kg cho em mã dễ thương ạ. Mà dễ thương nhé. Mã viền của chị Đỗ Thu Hương. Chốt đủ 5. Chốt đủ 5 con cho em nha. 55kg quay đầu cho em mã sọc. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em mã sọc nhé. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em mã sọc ạ. 55kg quay đầu cho em mã sọc nhé. Sọc kèm số cho em. Dễ thương của chị Thu Hoàng. Rồi một con dây này. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã nâu. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã nâu kèm luôn số ạ. 50kg quay đầu mặc vừa nâu sập của chị Thu Hoàng. 50kg quay đầu mặc vừa nâu. Sập em hết rồi nha. Không phải đâu, sai rồi. Đó. Rồi 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã hoa. 50-55kg mang đẹp cho em mã hoa này. 50-55kg mang về trên mã hoa. Đây, đây nha mọi người. Rồi con này trên mã hoa kèm số trên mã. Rồi lên xem em mã hoa. 50-55kg mang vừa trên mã hoa. Mã hoa kèm số trên mã. Mã hoa. Chị Ngọc đẹp mã chậm quá nè, mã dễ thương hết rồi nè. Rồi, 55kg quay đầu mặc vừa trên mã cô gái. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mặc cô gái ạ. Hoa hả, ở đây hả? Hoa cho chị Thùy Dương. Tay phòng này có hơi chốt rồi nè. Rồi lên xem em mặc cô gái kèm số cho em. Rồi 55kg quay đầu cho em mặc cô gái này. 40-55kg ạ. Rồi 40-55kg này cho em mặc cô gái.
40-55 kg cho em ạ, cô gái. 40-55 kg cho em ạ, cô gái. 50-57 kg mang vừa cho em ạ. Trắng 50-57 kg mang vừa. 50-57 kg mang vừa nhá. Đây nhá mọi người. 50-57 kg mang vừa cho em ạ, trắng đấy. 50-57 kg mang vừa cho em ạ, trắng kèm luôn số ha. 50-57 kg mang vừa cho em ạ, trắng đấy. Trắng kèm luôn số cho em. Mã hoa em hết rồi, em còn mã cô gái. Rồi, cho em mã trắng. 50-57 kg mặc vừa cho em mã trắng. Trắng chị anh Quỳnh Celine. Trắng chị anh Quỳnh Celine. Rồi, con này siêu đẹp luôn, 57 kg quay là mặc vừa cho em mã đen. 57 kg quay là mặc vừa lên xem em mã đen kèm số cho em ạ. 57 kg quay là mặc vừa cho em mã đen. Đen kèm số cho em. 50-57 kg mặc vừa, đen. Rồi, trắng hết rồi nha. Rồi đây nha các chị ơi, 50 kg quay đầu mặc vừa. Lên xem em mã số 1 nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 1 này. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 nhá. Con này là phối lông này. Phối lông nhá. Rồi mã đen cho chị Hương Bình ạ. Rồi, cho em mã 1 nhá. Mã số 1 kèm số cho em ạ, mã 1 ạ. Rồi lên xem em mã 1 nhá. Mã 1 kèm luôn số cho em ạ. Rồi con này size to 60 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. 60 kg quay đầu mặc vừa xanh kèm số ạ. 60 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. Xanh kèm luôn số cho em nha. Mã 1 là mã này. Cô chị Đỗ Thu Hường. Rồi con này cực kỳ đẹp luôn. Rồi 55 kg quay đầu là mặc vừa. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 02. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02 kèm luôn số ạ. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. Mã 02, mã đen em hết rồi này, em còn mã 02. Em còn mã xanh. Rồi, con này size to cho các chị này, 50-60 kg mặc vừa. 50-60 kg mặc vừa cho em mã sọc nhá. Kiểu này gì vậy? 50-60 kg mặc vừa cho em mã sọc. 50-60 kg mặc vừa cho em mã sọc kèm luôn số cho em ạ. 50-60 kg mặc vừa này, kiểu dạng kiểu nhá. Rồi lên xem em mã sọc, 50-60 kg cho em sọc này. 50-60 kg mặc vừa cho em sọc. 50-60 kg mặc vừa sọc kèm số cho em. Rồi con này có mũ nè. Rồi lên xem em mã mũ kèm số cho em ạ. Con này có mũ nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã mũ ạ. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã mũ ạ. Mã 02 này. Mã 02 cho chị nhất Lê Minh. Rồi con này lên xem em mã mũ kèm số cho em. 55 kg quay đầu mã mũ. Chốt đủ đơn 5 cái cho em nha mọi người ơi. Chốt đủ đơn 5 cái nhá. Rồi một con vải xô này. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52-53 kg quay đầu cho em. 52-53 kg này cho em mã xô. 52-53 kg mặc vừa cho em mã xô nhá. 52-53 kg cho em này. 52-53 kg mặc vừa cho em mã xô nhá. Mã mũ cho chị Mây Trinh. Rồi lên xem em mã xô. 53 kg quay đầu là mặc đẹp cho em mã xô cho em ạ. Rồi 53 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xô. Mã 02 em hết rồi trời ơi, 02 em hết rồi nha. Mã xô kèm số cho em ạ. Rồi cái này của bé nha các chị ơi. Trời ơi cưng chưa. Rồi cho em mã bé này, chị nào mà mua cho con gái này 25-30 kg ạ. À không, 20-25 kg cho em. 20-25 kg cho em mã bé. 20-25 kg cho em mã bé ạ. Mã xô chị Đỗ Thu Hường. Rồi lên xem em mã bé này. Chốt đủ 5 con cho em nha mọi người ơi. Lên xem em mã xô. Alo, lên xem em mã bé ạ. Mã bé kèm số cho em nha. Cho em mã bé ạ. Lên xem em mã bé kèm số cho em nha. Mã sọc hả? Rồi mã sọc cho chị Nguyễn Hiệp này. Mã sọc chị Nguyễn Hiệp nha. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Mã xô cho chị Đỗ Thu Hường. Mã sọc đây. Nguyễn Hiệp ơi cho em số đi chị gái ơi. 55 kg quay đầu mặc vừa. 55 kg quay đầu mặc vừa. Con này cho em mã số 03. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 03 này. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 03 kèm luôn số cho em. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 03. Mã 03. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 03. Rồi con này dáng ngắn đấy. Dáng ngắn tay nhá. Cho em mã ngắn kèm số cho em 55 kg quay đầu ạ. Ngắn cánh rơi nhá các chị nhá. Rồi lên xem em mã ngắn. 03. Rồi cho em mã ngắn 03 cho Đỗ Thu Hường. 03 cho Đỗ Thu Hường. Chị Nguyễn Hiệp ơi, chắc là số cho 03 cho chị Đỗ Thu Hường. Rồi xanh này đẹp nè. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55 kg quay đầu mặc vừa nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. Trời ơi đẹp lắm luôn, nóng thùng lên là các chị này. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh nhá. 55 kg đấy.
Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. Xanh kèm số cho em nhá. 03 em hết rồi ạ. Rồi 55 kg quay đầu, 50 tới 55 kg này cho em mã tím. Xanh có chị ăn quần Celine. 50 55 kg cho em mã tím ạ. 50 55 kg cho em mã tím. Tím. Mọi người ơi chốt hàng cho em kèm số luôn nhá. Tím. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55 kg quay đầu cho em đỏ đây. 55 kg quay đầu cho em đỏ đây. 55 kg quay đầu đỏ nhé. Năm năm ký quay đầu đỏ. Ngắn cánh rơi rồi, ok Ngọc đẹp. Ừ, chị lấy xanh trước mà. Chị không. Sau á. Chị ăn quần Serena. Rồi con này màu xi măng nha các chị ơi, màu kiểu màu xám xi măng nè. Rồi 50 ký quay đầu mặc vừa cho em mặc xám. 50 ký quay đầu mặc vừa lên cho em mặc xám kèm cho em số đấy. 50 ký quay đầu mặc vừa lên cho em mặc xám. 50 ký quay đầu mặc vừa. Rồi cho em mặc xám kèm luôn số 50 ký ạ. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em xám. Rồi, trời ơi, cưng chưa? Caro này các chị ơi, 50 kg quay đầu mặc đẹp. 50 kg quay đầu 40 tới 50 kg ạ. 40 50 kg cho em mã caro. 40 50 kg cho em mã caro này. 40 50 kg cho em mã caro. 40 50 kg cho em mã caro ạ. Xám. Xám đây này. Cô gì Đỗ Thu Hường. Rồi, 60 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc. 60 kg quay đầu mặc vừa cho em ạ sọc. 60 kg quay đầu mặc vừa cho em sọc này. Sọc kèm số luôn cho em ạ. Xi măng là món gì? Hết rồi, xi măng hết rồi. Rồi con này cho em mã dây. Rồi cho em mã dây kèm số nên 50 kg quay đầu cho em dây. 50 kg quay đầu cho em dây. Dây. Rồi em lên một con size nhỏ này, cực kỳ cưng. Trời ơi. Các chị mặc lót ở trong cho em nhá. Mặc một con bra này. Bra này, mặc một con bra ngoài nhá. Trời ơi, cái này cưng quá. Cưng quá các chị ơi. Rồi lên xem em mã trắng kèm số cho em mặc con bra trắng ngoài à, mặc con bra cho em nha. Rồi lên xem em mã trắng kèm số cho em ạ. Rồi cho em mã trắng. Mã trắng hết rồi nha. Rồi 60 kg quay đầu cho em mã sao. 60 kg quay đầu cho em mã sao này. 60 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sao nha. Rồi 60 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sao. 60 kg quay đầu mặc vừa cho em sao. Hai cái không thôi, xin lỗi chị được gì nhá. Mã sao hả? Trắng của chị May Trinh. Chốt hàng đơn từ 80k đổ lên em mới xếp hàng được nha. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã caro này. 55 kg quay đầu nhá. Con này kiểu đẹp vai vậy nhá. Rồi lên cho em mã caro. 55 kg quay đầu caro này. 55 kg quay đầu cho em mã caro. 55 kg quay đầu caro. 55 kg quay đầu caro. Kiểu bài gì đây? 55 kg quay đầu. Em chốt kiểu gì mà người sau lại chốt vậy em? Em cũng không biết là máy chị sao ấy, chị ơi. Chứ máy em là em chốt máy em chứ đâu phải chốt máy chị đâu chị gái. 55 kg quay đầu này cho em mã xám. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xám kèm số cho em. 55 kg quay đầu cho em mã xám. 55 kg quay đầu cho em mã xám. Em chốt cho chị nào lên trước thôi. Em đâu có đợi người sau đâu mà em chốt đâu chị. Rồi một con caro nữa nè. Caro của chị cam cam ruby. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa cho em ạ. 55 kg nhá. 55 kg quay đầu này. Trời ơi đẹp chưa các chị ơi. 55 kg quay đầu. 55 kg quay đầu cho em mã số 10 nhá. Kiểu tay lây này các chị này. 55 kg quay đầu cho em mã 10. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10 kèm số cho em nha. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Chị chốt hàng chứ không lên số cho nên em không có chốt chị gì nha. Rồi lên xem em này cho em mã số 10 nhá. Mã 10 kèm số cho em. 55kg quay đầu mã 10. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10. Mã 10 kèm số cho em ạ. Mã 10 nhá. Mã 10. Rồi con đen này cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Mã 10 dồn cho chị Tuyết Nhung. Xả hết hàng ra cho chị rồi ok. Theo bài bữa sau chị cũng đừng vô chốt cho em nữa nha. Cái này mã 10 là cái này. Mã 10 là cái này. Cái này caro. Cái này. Bữa sau chị cũng đừng vô chốt cho em nữa nhá. Em chốt máy em chứ đâu phải em chốt máy chị đâu chị gái. Rồi con này siêu đẹp luôn nhá. Cổ có đính này các chị nè. Rồi 55kg quay đầu mặc vừa. 55kg quay đầu cho em mã đen. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen kèm số cho em ạ. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen.
55 kg coi là mặc vừa cho em mã đen. Mã đen kèm số cho em ạ. Mã đen. Rồi, em lên này, em lên của chị theo bay xã này. Rồi 55 kg quay đầu mặc vừa nha mọi người ơi, 55 kg quay đầu cho em ạ. 55 kg quay đầu mã 10 em hết rồi nhá. 55 kg quay đầu cho em mã vàng nè. 55 kg quay đầu mã đen cho chị Đỗ Thu Hường ạ. Trời ơi xinh quá. Rồi cho em mã vàng kèm số cho em. Rồi chị Hương Bình sau rồi nhá. Rồi con này cho em mã vàng. Mã vàng kèm số cho em mã vàng ạ. Mã vàng nhá. 55 kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc ạ. 55 kg quay đầu mặc đẹp cho em mã sọc nhá. 55 kg quay đầu cho em. 55 kg quay đầu cho em mã sọc nè. 55 kg quay đầu sọc nhá. 55 kg quay đầu sọc ạ. 55 kg quay đầu sọc. 55 kg quay đầu sọc ạ. Mã đen em hết rồi chị ơi. Đen em hết rồi nhá. 56 kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng đấy. 56 kg quay đầu mặc vừa cho em trắng. Mã đen em hết đâu rồi chị ơi. 56 kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng. Sọc cho chị Đỗ Thu Hường. Rồi lên xem em mã trắng. Trắng kèm số cho em. Trắng này. Trắng kèm số này. Trời ơi cái này đẹp lắm luôn. 56 kg quay đầu cho em ạ. Đây nha các chị ơi, 56 kg quay đầu cho em. 56 kg quay đầu lên xem em mã xanh. Đẹp lắm luôn ạ. 56 kg quay đầu cho em mã xanh. 56 kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh kèm luôn số ạ. 56 kg quay đầu cho em mã xanh. 56 kg quay đầu cho em mã xanh. Rồi mã trắng cho chị Lê Nguyễn ạ. Trắng chị Lê Nguyễn ạ. Rồi. Con này kiểu tay bánh bèo nha các chị ơi, free size nha, lên giùm em mã bánh bèo này. Rồi mã xanh này, mã xanh cho chị Lê Thị Lan Anh. Rồi, free size cho em ạ. Rồi lên giùm em mã xanh này. À lộn, lên giùm em mã mã bánh bèo. Cho em lại số anh chị Lê Thị Lan Anh nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mã trắng em hết lâu rồi chị ơi, mã trắng em hết rồi nhá. Rồi chị. Trời ơi, đẹp quá các chị ơi, lên giùm em mã bánh bèo. Chỉ đồng giá 100k 4 cái thôi, lên giùm em mã bánh bèo nhá. Xinh lắm luôn chị ơi. Bánh bèo của chị Tuyết Nhung. Nhanh quá. Bánh bèo cho chị Tuyết Nhung nha. Bánh bèo cho chị Tuyết Nhung ạ. Rồi một con xám siêu đẹp 50 kg quay đầu cho em ạ, xám đấy. Rồi 50 kg quay đầu xám cho em ạ. Bánh bèo em hết rồi nha. 50-52 kg quay đầu mặc đẹp cho em ạ, xám kèm số cho em ạ. Rồi lên xem em ạ, xám siêu cưng luôn ạ, mã xám. Xám kèm số cho em ạ. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em xám. 50 kg quay đầu mặc vừa xám. 50 kg quay đầu mặc vừa xám. Rồi con này chị nào 50 kg quay đầu mặc đẹp. Trời ơi lên xem em mã caro. 50 kg quay đầu này. 50 kg quay đầu cho em. Lên xem em caro. Mã xám của chị Hà Khánh. Chị ơi em chốt bằng 2 máy chị ơi. 50 kg quay đầu cho em mã caro. Em thấy chị nào lên trước em chốt cho chị này thôi các chị yêu nha. Mã caro. Rồi con này còn nguyên tem cho em ạ. Con này còn nguyên tem nguyên mạch luôn. Rồi lên cho em mã còn tem. Mã xanh em hết rồi này, mã xám em hết rồi nha. Em còn mã caro. Rồi lên xem em mã còn tem kèm số cho em 50 kg quay đầu ạ. Kiểu dạng caro có gì cần thì kiếm. Kiểu áo Hàn Quốc này các chị này. Lên xem em mã. Mã còn tem. Còn tem kèm số cho em mã còn tem. Mã còn tem nhá. Lên xem em mã còn tem. Xem em mã còn tem. Rồi con này vải von này các chị này. À vải, đúng là vải von. Mỏng nhá, vải mỏng lắm. Rồi cho em mã cam 55 kg quay đầu cam. 55 kg quay đầu cam. Còn tem 55 kg quay đầu cho em mã cam. 55 kg quay đầu cho em mã cam kèm số cho em ạ. Trời ơi mặc đi công sở các chị ơi. Lên xem em mã cam 55 kg quay đầu cam. Rồi một con sọc ạ. 56 kg cho em ạ. 56 kg quay đầu. 56 kg quay đầu cho em ạ. Lên xem em mã sọc nhá. 56 kg cho em ạ. Lên xem em mã sọc kèm vô số ạ. Rồi 56 kg quay đầu cho em mã sọc. Mã cam cho chị Lai Nguyễn ạ. Chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Rồi lên xem em mã sọc kèm số cho em. Chốt đủ 5 cái cho em nha mọi người nha. Rồi mã còn tem. Còn tem cho chị à. À còn tem cho chị Ngọc Mai.
Còn tên chị Ngọc Mai chốt đủ đơn luôn nha chị đẹp ơi. Rồi con này là nhiều nút là các chị này 52 kg quay đầu là mặc vừa ha. 52 kg quay đầu là mặc vừa cho em mã dài này. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã dài kèm số cho em nhá. Con này là nhiều nút này. Chất liệu là vải em cũng không biết miêu tả nó vải sao nữa. Rồi lên xem em mã dài. Mã dài ha. Ôm mì. Chất liệu là vải ôm mì nhá. Rồi lên xem em mã dài kèm số cho em. Cho em mã dài. Mã dài nhá. Dài kèm số cho em. Mã dài. Rồi con này đẹp chưa? Trời ơi chất liệu là vải xô nha. 56 57 kg quay đầu cho em. Rồi từ 48 tới 56 kg đấy, 48 tới 56 kg cho em mã xô. Mã dài cho chị Đỗ Thu Hường. Rồi con này cho em mã xô kèm số cho em dài thế kia. Rồi lên xem em mã xô. Mã xô kèm số cho em. Rồi mã sọc cho chị Mây Trinh, mã sọc chị Mây Trinh. Mã sọc cho chị Mây Trinh ạ. Trời ơi của bé cưng chưa các chị ơi? Cái bé hồi nãy có người chốt rồi đúng không? Không chốt rồi. Trời ơi, của bé cưng chưa các chị gái? Rồi, 20-25kg này cho em mã bé. 20-25kg lên cho em mã bé nhá. 20-25kg cho em mã bé kèm số ạ. 20-25kg cho em mã bé. Để cho chị cái cục, cái dây chun đó. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã 01 kèm số cho em. 52 kg quay đầu mặc vừa cho em mã 01 nè. Mã 01, mã sọc em hết đâu rồi chị ơi. Mã số 01. Mã số 01 vướng quá, cái tóc này vướng quá. Mã số 01. Mã số 01, mã dài em hết đâu rồi chị ơi, em còn mã 01. Em còn mã xô. Rồi mã xô đây hả? Rồi mã xô ạ. Mã xô này, mã xô này, mã dài em hết rồi nhá. Nhất Lê Minh có đơn chưa? Rồi. Nhất Lê Minh mã xô. Rồi cái này là mã số 01. Mã xô Nhất Lê Minh. Mã xô. Chốt thêm cho đủ đơn chị yêu nhá, chốt thêm cho đủ đơn cho em nhá. Rồi con này siêu cưng luôn các chị ơi. 56 kg quay đầu mặc vừa, chất liệu là vải xô này, chất liệu là vải xô luôn. 56 kg quay đầu mặc vừa, 56 kg quay đầu mặc vừa. 56 kg quay đầu mặc vừa. Hả? Có vô hả? Có vô. Có vô không? Có. Hương Bảo ơi, chị Hương Bảo ơi, sao shipper gọi điện cho chị thuê bao vậy chị gái ơi? Hình ảnh gì em biết đúng không? Ừ đúng rồi, Hương Bảo đó đó. Hương Bảo ơi, sao shipper gọi điện cho chị không được vậy chị gái? 57kg quay đầu cho em ạ 02. 57kg quay đầu cho em ạ 02, chất liệu của vải xô luôn. 57kg quay đầu cho em ạ 02. 57kg quay đầu cho em ạ 02, kèm số cho em. 57kg quay đầu cho em ạ 02. Trời ơi, con này 50kg cho em ạ. Trời ơi, cưng chưa? 50kg quay đầu ạ. Kiểu bánh bèo nha các chị ơi, 50 kg quay đầu cho em ạ. 50 kg quay đầu cho em này, lên xem em mã đẹp nhá, kiểu tay phồng phồng nha mọi người này. 50 kg quay đầu là mang vừa. 50 kg quay đầu mang vừa cho em mã đẹp kèm số cho em. 50 kg quay đầu là mặc vừa, lên xem em mã đẹp này. Các chị nào mà công sở đây hốt liền con này cho em nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa, lên xem em mã đẹp nhá. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã đẹp ạ, mã đẹp kèm số cho em. 50 kg quay đầu mặc vừa, lên xem em mã đẹp ạ. Mã đẹp kèm vô số nha mọi người ơi, cho em mã đẹp nhá. Chấm cho em một nút chấm nè mọi người ơi. Chấm cho em một nút chấm này. Rồi mã đẹp cho chị Lai Nguyễn dồn đơn. Mã đẹp cho chị Lai Nguyễn nè. Rồi chị nào công sở, em nói thật chị nào công sở thì hốt mấy cái con như này nhá. Rồi chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu là mặc vừa. Rồi mã 02 hàng Vũ Ngô. Hàng Vũ Ngô có đơn, có đơn chưa? Có chưa hỏi, đây là hàng 02 đây hả? Ừ. Rồi con này 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng, mã đẹp em hết rồi nhá. Rồi 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng, đồng giá chỉ có 100k 5 cái thôi. Rồi cho em mã hồng kèm số cho em ạ. Rồi lên xem em mã hồng nhá, hồng kèm số luôn cho em. Rồi cho em mã hồng, mã đẹp em hết rồi, 02 em hết rồi nhá. Trời ơi cưng chưa? Hồng của chị Lê Thị Lan Anh. Rồi đây. Trời ơi em phải nói là cực kỳ cưng luôn các chị gái ơi. Rồi 52kg quay đầu luôn cho em mã xanh này, 52kg quay đầu ạ. 52kg quay đầu là mặc vừa, cho em mã xanh. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh kèm luôn số nè. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh, 52kg quay đầu mặc vừa. Xanh kèm số cho em, 52kg nha. Rồi mã hồng em hết rồi trời ơi. Xanh, em còn mã xanh ạ. Em còn mã xanh. Xanh cho chị Tuyết Nhung. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng. Rồi lên xem em mã trắng đấy. Rồi lên xem em mã trắng, 50kg quay đầu cho em mã trắng. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng, mã 1 là mã nào? Mã 1 em hết rồi. Mã xanh em cũng hết rồi, em còn mã trắng nhá. Em còn mã trắng. Rồi ô,
ơi, cưng chưa? 55kg quay đầu. Rồi, 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xám. À lộ, lên cho em mã nu. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu, hồng hết rồi. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. Rồi mã trắng chị Trần Thị Kim Hạnh. Rồi cho em mã nu kèm lô số cho em nha mọi người. Lên cho em mã nu, mã nu kèm số cho em. 55kg quay đầu nu. 55kg quay đầu nu. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 07. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 07 này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 07 kèm số cho em nhé. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 07 á. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 07 nhá. 07 kèm số cho em. Rồi con này chất liệu là vải xô nha các chị ơi, chất liệu là vải xô. À hình như cái này là áo nam hay sao này các chị này, áo nam nhỉ, phải không? Áo nam này các chị này, chị nào mà mua cho con trai này, chị nào mà mua cho con trai chất liệu là vải xô nhá, mang cực kỳ thích luôn ạ. Chị nào mà mua cho con trai cỡ tầm từ 50 này, 50 tới 60 kg nhá. 50 tới 60 kg cho em mã nam, 50 60 kg đấy. 50 60 kg cho em mã nam kèm số cho em. 50 60 kg cho em mã nam. Nâu của nhắc lên Vân. 50 60 kg cho em mã nam, mã nam. Mã nam kèm số cho em ạ, mã nam nhá. 50 60 kg cho em mã nam. Chị Hồng Vũ Ngô, chị chốt cái mã 07 đúng không chị ơi? Mã nam. Cái mã 07 của chị Hoàng Vũ Ngô này. Thấy chị comment là... Rồi con này dáng dài này các chị ơi, 55kg quay đầu cho em mã dài. 55-56kg quay đầu cho em mã dài. Mã nam cho chị Lai Nguyễn Dầu Tơn. Rồi cho em mã dài 50-55kg cho em mã dài. 50-55kg cho em mã dài nhá. Dài kèm số cho em. 50-55kg mặc vừa cho em mã dài. 50-55kg mặc vừa cho em mã dài. 50-55kg mặc vừa cho em mã dài. Mã dài. Rồi 56kg quay đầu là mặc vừa con này kiểu tay phồng nhá. 56kg quay đầu mặc vừa. Rồi cho em mã số 08. 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã 08. 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã 08 kèm số cho em. Rồi 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã 08. Mã nam em hết rồi nè. Mã 08 kèm số cho em. Mã 08. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu mặc vừa. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em mã đen 08 chị Lê Thị Lan Anh. Mã dài cho chị Mây Trinh. Mã dài chị Mây Trinh ạ, à, Mây Trinh. Rồi con này lên cho em mã đen 55kg quay đầu đen. 55kg quay đầu cho em mã đen. 55kg quay đầu cho em mã đen ạ. 55kg quay đầu cho em mã đen. Rồi 56kg quay đầu mặc vừa. Cho em mã số 10, 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10. 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10. 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10. Đen thu hoàng. Đen thu hoàng. Rồi con này 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu kèm số ạ, 55kg ha. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. Đây, cái này dễ thương này. Nu. Trắng là cái nào chị Nguyễn Hiệp? Nãy xã rồi. À đâu? Mã nu của chị Thu Hoàng nha. Trời ơi cưng quá. Chị mẹ mặc lên nhìn nó đẹp đến thương nhớ. Nhìn chót. Trời ơi cưng chưa. 55kg quay đầu mặc vừa trên mặt dễ thương. 55kg quay đầu mặc vừa trên mặt dễ thương kèm số trên. Mã 10. Mã 10 của chị nhắc lên Vân. Rồi lên cho em mã dễ thương kèm số cho em. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã. Mã nu hết rồi. Rồi lên cho em mã dễ thương. 55kg quay đầu cho em mã dễ thương. 55kg quay đầu cho em mã dễ thương. 55kg quay đầu dễ thương. Mã dễ thương. Dễ thương của chị Hoàng Vũ Ngọ, Hoàng Vũ Ngô. Rồi cho em mã tím này. 55kg quay đầu tím. 55kg quay đầu tím ạ. 55kg quay đầu tím. 55kg quay đầu tím. 55kg quay đầu tím. À, chị ơi em chốt bằng hai máy á, cho nên là mấy chị thông cảm với em nha. À lên trước thì em đi chốt trước thôi ạ. Còn nhiều lắm cái chị ơi. Rồi con này cho em mã đen kèm số ạ. 55kg quay đầu đen. 55kg quay đầu đen ạ. 55kg quay đầu cho em mã đen. 55kg quay đầu đen. 55kg quay đầu đen.
Rồi con này form to này, free size cho các chị yêu mình luôn. Free size cho em mã to. Free size 60, 70 gì cũng được cho em mã to. Free size cho em mã to kèm luôn số ạ. Free size mã to. Free size mã to. Free size cho em mã to. Mà tím chị thu hàng dồn đơn ạ. Tím chị thu hàng dồn đơn nhá. Tím chị thu hàng dồn đơn. Rồi con này 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 01. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 01. Mã đen này, mã đen. Mã đen cho chị Tuyền Dương. Rồi lên xem em mã số 01. Mã số 01 kèm cho em số ạ. Mã 01 nhá. 01 kèm số cho em. Rồi con này rồi con này chị nào có tầm 55kg quay đầu mặc vừa, 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc, mã caro. 55kg quay đầu cho em mã caro 01 cho chị Hoàng Vũ Ngô. Rồi lên xem em này. Rồi cho em mã caro kèm số cho em, lên xem em mã caro. Caro kèm luôn số ạ, cho em mã caro. Caro kèm số ạ. Rồi con này cho em mã trắng kèm số cho em. Các chị nhìn nó nhăn vậy thôi nhá, nhưng về các chị giặt lại, giặt là nó thẳng ra lại cho em nhá. Rồi con này nên tại vì em để trong cái bao nên là nhìn nó nhăn vậy nhá. Caro chị Hoàng Vũ Ngô dồn đơn. 55kg quay đầu mặc vừa, 55kg quay đầu mặc vừa. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng này. Con này là cổ kiểu cổ tròn vậy nhá. Rồi lên cho em mã trắng cổ cao, cổ tròn vậy nhá. Rồi cho em mã trắng. Rồi 55kg quay đầu mặc vừa trắng ạ. 55kg quay đầu mặc vừa. Trắng kèm số cho em 55kg ạ. 55kg quay đầu trắng kèm số cho em. 55kg quay đầu trắng ạ. Trắng 55kg quay đầu trắng. Trắng cho chị Nguyễn Xuân này, trắng chị Nguyễn Xuân nhá, chốt tủ đơn luôn giùm em nhá. Rồi 5556kg quay đầu cho em, lên xem em mã. Trời ơi chị Nguyễn Xuân ơi, chị cho số gì lạ vậy? Nguyễn Xuân này là Nguyễn Xuân cái đơn mà đơn hôm qua gọi được chưa? Rồi Nguyễn Xuân, rồi ok Nguyễn Xuân này. Rồi lên xem em này, cho em mã hình kèm số cho em. 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã hình. 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã hình nhá. Mã hình kèm luôn số cho em, cho em mã hình. Mã hình kèm số nè. Rồi cho em mã hình nhá, hình kèm số luôn cho em hình nhá. Rồi con này form ngắn các chị này, con này là form ngắn nhá, size nhỏ form ngắn cho em ạ. Size nhỏ mà form ngắn đấy các chị ơi, size nhỏ mà form ngắn đấy. Rồi cho em mã nhỏ kèm số cho em, 50kg quay đầu cho em mã nhỏ ạ. 50kg quay đầu mặc vừa, lên cho em mã nhỏ kèm số ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em nhỏ. 50kg quay đầu mặc vừa nhỏ. 50kg quay đầu mặc vừa nhỏ. Rồi con này 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen kèm số này. 52kg quay đầu mặc vừa đen. 52kg quay đầu mặc vừa đen nhá. Đen kèm số cho em ạ. Rồi 52kg quay đầu là mặc vừa cho em mã hồng ạ. Nhỏ là mấy này? Ừ. Phan Thị Bích Hảo. Nhỏ chị Phan Thị Bích Hảo. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng. Hàng áo dài đi chưa? Em dạ đi rồi chị ơi. Có ai gọi cho chị chưa? Rồi lên xem em mã hồng. Có ai gọi cho chị chưa chị đẹp ơi? Cho em mã hồng nha. Hồng kèm luôn số á. Mã hồng. Con này chất liệu là vải xô nhá. Trời ơi lên xem em mã xô. Mã xô kèm luôn số cho em. 55kg quay đầu mặc vừa cho em xô ạ. Hồng của chị Đỗ Thu Hường. 55kg quay đầu. Rồi lên xem em mã xô, 55kg quay đầu xô nhá. 55kg quay đầu xô cho em ạ. Xô. 55kg quay đầu xô. Trời ơi, nó gài mà. Tôi cũng lại nó gài mà nó gài như gì. Rồi con này siêu đẹp luôn, cái trời ơi, một con caro này, màu nhẹ nhàng nhá, nhẹ nhàng mà đơn giản á. Nhẹ nhàng mà đơn giản nhá. Đây, trời ơi. Đóng thùng lên các chị ơi, lên cho em mã caro kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã caro. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã caro kèm luôn số ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã caro này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã caro. Mã caro số là cái này luôn. Ừ, Thu Hoàng, số của chị Thu Hoàng. Trời ơi, con này còn nguyên tang nguyên mạc thêm luôn ạ. Con này còn nguyên tang nguyên mạc luôn, lên cho em mã còn tem kèm số cho em. Rồi, 56-57kg quay đầu cho em mã còn tem. 56-57kg quay đầu cho em mã còn tem. Mã còn tem, caro cho chị Hà Khánh dồn đơn. Rồi, lên xem em mã còn tem.
năm sáu năm bảy ký quay đầu cho em mã content siêu xinh luôn ạ. À. Lên giùm em mã content. Content cho em nha mọi người ơi, content nhá. Rồi cái này là chân váy nhá, chân váy ạ. 52 ký quay đầu mặc vừa cho em ạ, à, chân váy ạ. Rồi 52 ký quay đầu mặc vừa. Chân váy kèm số cho em, 52 ký quay đầu mặc vừa. 52 ký quay đầu mặc vừa cho em ạ, à, chân váy ạ. Rồi mã xô này, mã xô em hết rồi nhá. Em còn mã còn tem. À áo sơ mi trắng em nhiều gì nhá. Đây sơ mi trắng này. Rồi lên giùm em mã trắng kiểu tay loe này các chị này, lên giùm em mã tay loe đi, mã tay loe kèm số cho em ạ. 53 ký quay đầu, 45 tới 53 ký cho em mã tay loe. 45 tới 53 ký mặt vừa, lên giùm em mã tay loe. Cho em mã tay loe. Mã tay loe kèm số cho em ạ, mã tay loe. Còn tem của chị Mai Trinh, mã tay loe. Chân váy đi, chân váy chị ok chị Yên Nguyễn này. Cho rồi, free size giúp em chị nhá. Free size con này cho em mặt trắng ạ. Free size cho em mặt trắng. Free size cho em mặt trắng này. Lộ. Free size cho em lộ. Free size cho em mã hồng. Free size cho em mã hồng nhá. Cái mã vừa rồi là mã hồng nhá, không phải mã trắng. Tay loay cho chị Hảo ạ. Tay loay cho chị Hảo dồn đơn. Mà cái này hả? Ừ. Tay loay cho chị Hảo dồn đơn. Bị mù màu rồi. Em còn mã hồng nhá, em còn mã hồng. Không phải mã trắng mà là mã hồng. Chân váy. Hết rồi. Rồi con này size nhỏ thôi, 45kg quay đầu mặc vừa cho em nhỏ. 45kg quay đầu mặc vừa cho em nhỏ này. 45kg quay đầu mặc vừa cho em nhỏ nhá. 45kg quay đầu cho em nhỏ này. Rồi, mã nhỏ kèm số cho em 45kg quay đầu. Rồi cho em nhỏ. Rồi một con bánh bèo này, lên giùm em ạ, à, bánh bèo kèm số cho em. Rồi 57 ký quay đầu mặc vừa cho em ạ, à, bánh bèo. 57 ký quay đầu cho em ạ, à, bánh bèo nhá. 57 ký quay đầu cho em ạ, à, bánh bèo ạ. À. Mã bánh bèo, mã nhỏ cho chị Hảo ạ. À. Nhỏ đi. Ừ. Nhỏ chị Hảo nhá. Rồi 50 ký quay đầu mặc vừa cho em ạ, à, ngắn. Về các chị giặt ra, giặt nó thẳng ra nhá. Rồi 50 ký quay đầu mặc vừa. 50 ký quay đầu mặc vừa cho em ạ, à, ngắn. 50 ký quay đầu mặc vừa ngắn kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa ngắn á. Trời ơi, đen ngắn đấy. Rồi cho em mã đen kiểu cổ này, kiểu cổ là phối lưới nhá. Rồi cho em mã đen kèm số 50kg quay đầu cho em đen. 50kg quay đầu mặc vừa đen. 50kg quay đầu mặc vừa đen. 50kg quay đầu mặc vừa đen. Chị ơi, chọn cho like giúp em đi chị ơi. Rồi con này cũng size nhỏ cho em ạ. Rồi chị nào cỡ tầm 48kg quay đầu mặc vừa. Rồi lên giùm em mã số 01. Ngắn đen hả? Ngắn cái trắng. Ngắn chị Hà Khánh. Rồi lên giùm em mã 01, 48kg quay đầu mặc vừa cho em mã 01. 48kg quay đầu mặc vừa. Bánh bèo của chị Yên Nguyễn. Mã 01, chốt đủ đơn nha mọi người ơi. Đơn cứ 50k, lộn đơn cứ 80k để em ship hàng được nhá. Đơn cứ 80k để em ship đơn được ạ. Đen của chị Nguyên Phở. Rồi vải xô nữa này, trời ơi cưng quá, cưng quá trời cưng. Rồi kiểu cánh rơi nha các chị yêu nhá, kiểu tay rơi này, kiểu tay cánh rơi. 01 cho chị Hảo ạ. Rồi đây giờ em mã rơi kèm số cho em, cho em mã rơi kèm số cho em ạ. 55 56 ký quay đầu cho em, lên giờ em mã rơi. 55 56 ký cho em, lên giờ em mã rơi kèm số ạ. 55 56 ký cho em mã rơi. 55 56 ký cho em mã rơi ạ. 55 56 ký cho em mã rơi. 55 56 ký cho em mã rơi. Mã rơi. 55 56 ký cho em mã rơi. Mã rơi của chị Nguyễn Xuân. Rồi 45 ký quay đầu mặc vừa cho em mã nhỏ. 45 ký quay đầu mặc vừa cho em nhỏ kèm số cho em. Chị cứ chốt đúng cái mã em đọc là không thể nào mà lộn hàng được nha chị nhá. Sườn xám bé nào không? Em hết sườn xám à, sườn xám em chưa có like chị ơi. Rồi lên xem em mã nhỏ kèm số cho em ạ, à, nhỏ nhá. Rồi con này cưng chưa đẹp, lên cho em mã xanh. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh, mã đen em hết rồi ạ. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh này. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. 55kg quay đầu mặc vừa cho em xanh. Xanh kèm số ạ. 55kg xanh. Năm mươi lăm ký quay đầu xanh. Rồi một con cam à, 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã cam. Các chị có thể mặc
các chị có thể đi đi biển này, đi biển được nha, đi du lịch được, đi biển nha. Rồi con này lên xem mã cam kèm số cho em, mã nhỏ đây. Mã nhỏ cho chị Yên Nguyễn ạ, mã nhỏ chị Yên Nguyễn nhá. Rồi mã xanh. Mã xanh này, mã xanh. Mã xanh cho chị Quyên Võ ạ, Quyên Võ phải đi cổ không? Rồi con này lên xem mã. Ồ, con này bị bị tụt cái chỉ rồi. Về các chị xử lý giúp em á. Về các chị xử lý giúp em này. Nó bị tụt cái chỉ nhá. Rồi lên xem mã tặng kèm số cho em. Rồi cho em mã tặng nhá. Rồi con này 55kg quay đầu mặc vừa cho em mặt trắng đấy. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mặt trắng, mặt xanh em hết rồi nhá. 55kg quay đầu mặc vừa trắng kèm số ạ. 55kg đấy. 55kg quay đầu trắng tặng cho chị Hương Bình ạ. Rồi cho em mặt trắng, chị nào nhanh tay thì được. Trắng. Còn sườn xám nhưng mà em chưa có lên chị ơi. 45kg quay đầu mặc vừa, 45kg quay đầu mặc vừa cho em mặt xám. 45kg quay đầu mặc vừa xám kèm số cho em. 45kg quay đầu mặc vừa xám á. Trời ơi đẹp quá. 45kg quay đầu mặc vừa xám. 45kg quay đầu mặc vừa xám. 45kg quay đầu mặc vừa xám kèm số cho em luôn ạ. Xám. Mã trắng em hết rồi. À đây, trắng đấy. Rồi mã trắng đấy, mã trắng cho chị Đỗ Thu Hương ạ. À, Yên Nguyễn sau rồi. Yên Nguyễn sau rồi nha, Yên Nguyễn sau rồi hả? Rồi 48kg quay đầu mặc vừa trên mặt tay loe. 48kg quay đầu trên mặt tay loe. Mã tặng em hết rồi này. Mã xám cho chị Hảo ạ. 45kg quay đầu mặc vừa trên mặt tay loe. 45kg quay đầu mặc vừa tay loe. 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã tay loe. Mã tay loe. Mã xám cho chị Hảo đây này. Ai vậy? Nguyễn Thị Kiều Ánh. Rồi cảm ơn bé nhiều nhá. Hảo thôi bé ơi, ở ngoài xấu chó. Ở ngoài chị xấu chóa. Rồi con này 55kg quay đầu lên cho em mã rêu. 55kg quay đầu cho em mã rêu kèm số cho em ạ. Rồi mã em còn mã gì đó, mã tay loe, em còn mã tay loe nhá. Em còn mã tay loe. Rồi dây này các chị này. Rồi con này cho em mã dây kèm số cho em 50kg quay đầu dây. Rồi 50kg quay đầu dây. 50kg quay đầu dây ạ. 50kg quay đầu cho em mã dây, dây kèm số cho em. Dây nhá. Loe cho chị Nguyễn Xuân dồn đơn ạ. Loe chị Nguyễn Xuân. Rồi một con hồng siêu cưng này 50kg quay đầu cho em mã hồng. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng nhá. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã hồng kèm số cho em ạ. 50kg quay đầu hồng. 50kg quay đầu hồng nhá. Dây của chị Lê Thị Lan Anh. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh này. 50kg quay đầu mã rêu. Mã rêu là mã xanh đúng không? Mã dây á. Rồi hết rồi nha, mã rêu em hết rồi nha. Rồi con này mã dây này, mã dây. À lộn, mày lộn rồi. Mã dây là cái này nè. Dây cho chị Lê Thị Lan Anh. Còn mã rêu cho chị Mây Trinh ạ. Rồi con này lên xem em mã xanh. Mã xanh kèm số cho em. Rồi lên xem em mã xanh. Con này 50kg quay đầu xanh. Rồi mã hồng cho chị Hảo ạ. Rồi em còn mã xanh này. Con dâu tuy đó. Dạ chào mẹ chồng. Con mình nhiệt tình em mấy chị ơi. Bữa nay xả 100k 5 cái. Thiệt luôn á. Lấy về đã không có cái giá này đâu. Chào. Xả lỗ lấy tương tác cho mấy chị luôn á. Rồi con này 56kg quay đầu mặc vừa cho em mã xám. Trời ơi đẹp lắm luôn các chị ơi. Kiểu phần dưới này, kiểu phần dưới là dập ly này. Dập ly nhá, dập ly mà kiểu biết gọi là kiểu như là vân tẹt nha các chị ơi, vải vân tẹt nhá. Rồi con này lên xem em mã xám kèm số cho em. 55kg quay đầu ạ. 55kg quay đầu cho em mã xám đấy. 55kg quay đầu. 55kg quay đầu cho em xám. Rồi xám kèm số cho em ạ. Xám. Khi nào like sườn xám vậy em? Dạ khi nào mà em chị like cứ, thì em thông báo ạ. Chị cứ theo dõi em đi, em like em sẽ báo liền ạ. Rồi em lên một confirm dài cho các chị này. Mã xám cho chị Nguyễn Xuân dồn đơn. Nguyễn Xuân. Chị nói ở trong đẹp gái không chị? Là sao? Là sao bé? Rồi lên xem em này. Rồi lên. Mã cà khịa Mỹ á. Rồi. Rồi lên xem em mã dài kèm số cho em 55kg quay đầu dài.
55kg quay đầu mặc đẹp cho em mã dài kèm số cho em. 55kg quay đầu mặc vừa. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã dài. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã dài kèm số cho em. 55kg quay đầu cho em mã dài. 55kg quay đầu dài kèm số cho em này. Mã dài nha. 55kg quay đầu dài. Rồi em lên một con xô, vải xô cho các chị này. Con này là vải xô nhá. Xô mà kiểu xô mà. Xô gì đây? Đây, mặc lên này. Form dài, mã dài cho chị đổ. Đó, mã dài cho chị Anh Quỳnh xe lên trước nhá. Đây hả? Ừ. Con này cũng form dài đuôi cá đó các chị ơi. Đuôi cá lên giùm em mặt đuôi cá. 55kg quay đầu cho em mặt đuôi cá. 55kg quay đầu. Con này là có thể các chị giấu quần cho em ạ. Rồi, mã xanh cho chị Yên Nguyễn dồn đơn. Rồi, lên giùm em mặt đuôi cá kèm số cho em. Rồi, cho em mặt đuôi cá. Rồi, cho em mặt đuôi cá. Rồi, mã xanh cho chị Yên Nguyễn rồi ạ. Mã xanh cho chị Yên Nguyễn rồi nhá. Xanh chị Yên Nguyễn ạ. Rồi, em còn mã đuôi cá này. Em còn đuôi cá. Đuôi cá chị Anh Quỳnh Celine. Trời ơi, cưng quá. Cho em mặt chữ đây. Chữ kèm số cho em. Rồi, cho em mặt chữ này. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em mặt chữ ạ. 55kg quay đầu nhá. Cho em chữ. 55kg quay đầu cho em chữ kèm số cho em. 55kg quay đầu chữ ạ. 55kg quay đầu chữ nhá. 55kg quay đầu chữ ạ. Rồi con này kiểu form nó vậy nhá. Form nó vậy này. Rồi đây xem em mắc kiểu kèm số cho em này. Cho em mắc kiểu này. Cực kỳ đẹp luôn. Chữ Nguyễn Xuân dồn đơn ạ. Rồi con này lên xem em này. Cho em mã kiểu kèm số cho em. 55kg quay đầu cho em kiểu. Mã đuôi cá em hết rồi trời ơi. Mã chữ em cũng hết rồi nhá. Rồi em còn mã kiểu ạ. Em còn mắc kiểu nhá. Em còn kiểu. Em còn mắc kiểu. Mà chữ em hết rồi này. Cái chị nó hiểu rồi. Cái chị à, cái chị chị gái hả? Chị Yêu Nguyễn ơi, em cũng không biết là chị được mấy cái đâu, nhưng mà mã kiểu của chị Lê Nguyễn nè. Mà nói chung là ngày mai nhân viên chốt hàng, nhưng mà nhân viên sẽ nói chị có 48 à, 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã nhỏ này. 45kg quay đầu. 45. Rồi 45kg quay đầu cho em mã nhỏ đây. À, chị ở trong quê gì kìa. Rồi lên xem em mã nhỏ kèm số cho em nhỏ này. Tao quê cùng ông nội mày ăn à. Mã nhỏ. Nhỏ kèm số. Kiểu em hết rồi nha. Rồi con này size to này. Trời ơi đẹp quá. 60 gì cũng được nha các trời ơi. Con này size to. À không, cái này là áo nam hay áo nữ ta. Rồi 60kg quay đầu cho em mã xanh. 60kg quay đầu ạ. Rồi 60kg quay đầu xanh. 60kg quay đầu xanh nha. Mã kiểu em hết rồi nha. Trời ơi, còn nguyên tang nguyên mạc luôn mà. Mọi người ơi, kiểu bách lông mà kiểu khoét vai bách lông và tay loe nữa mới chịu này. Rồi cho em mã còn tem kèm số cho em. Mã còn tem nha. Mã còn tem kèm số ạ. Rồi con này chị nào cỡ tầm 46kg quay đầu bạc vừa cho em mã còn tem. Rồi 49k cho em mã còn tem. Còn tem 49k kèm số của em ạ. Rồi mã trắng đấy. Mã trắng chị nhất đâu, em còn mấy nhỏ nhỏ chị Phan Thị Bích Thảo ạ. Rồi con này lên xem em mã còn tem. Con này size S nha. 45kg quay đầu 49k cho em mã còn tem. Còn tem 49k kèm số cho em ạ. Comment đúng mã để em chốt hàng cho mấy chị nha. Chứ không là mấy chị cứ comment tùm lum là em chốt từ lơ nha. 55kg quay đầu này. 55kg quay đầu. Rồi mã còn tem cho chị mã còn tem cho chị Trang Rupee có đơn chưa? Rồi còn tem 49k cho chị Trang Rupee này. Chị Hương Bình sau rồi nhá. Chị Hương Bình sau rồi. Chị Kim Nhung cũng sau nè. Chị Phan Thị Bích Hảo cũng sau nhá. Rồi con này lên xem em mã xanh kèm số cho em. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh kèm số ạ. 55kg quay đầu mặc vừa xanh. 55kg quay đầu mặc vừa xanh. Rồi con này form ngắn cho các chị yêu mình nè. Chị nào mà sơ mi form ngắn đấy các chị ơi, sơ mi form ngắn đấy. Chị nào mà dáng mà em nói thật, chị nào mà dáng cao cao các chị có thể mặc cái quần mà cái quần quần gọi là quần kaki cao á, quần kaki mà kaki lưng cao á, mặc kết hợp với cái này không cần đóng thùng vô, không cần đóng thùng, mặc cực kỳ đẹp luôn. Cho em mã trắng kèm số cho em. 48kg quay đầu cho em mã trắng này. Rồi 48kg quay đầu cho em trắng, mã vô. Rồi cho em mã trắng á, trắng kèm số cho em. Rồi con này còn nguyên tang nguyên mạc luôn nha mọi người ơi, còn nguyên tang nguyên mạc. 55kg quay đầu cho em mã vàng. Rồi 49k cho em mã vàng. 55kg quay đầu ạ. 55kg quay đầu cho em ạ. Lên giùm em mã vàng 49k nhá. 49k cho em mã vàng. Mã vàng 49k kèm số cho em ạ. 49k mã vàng. Mã vàng 49k kèm số cho em. 49k mã vàng. Vàng 49k kèm số ạ. Mày rảnh quá, mày không đi học bài đi nghe không kia.
Vàng 49k. Vàng 49k kèm số ạ. Rồi, gọi là cái gì đây? Gọi là yếm dây hả? Rồi con này cho em mã tặng này, mã tặng kèm số cho em nhá. Mã vàng của chị Lê Nguyễn 49k này. Rồi con này lên giùm em này, cho em mã tặng kèm số cho em nhá, cho em mã tặng. Tặng này, tắt mà nó cũng không có theo ý mình nữa chứ. Buồn ghê. Rồi mã tặng. Đây, mã này em còn 57kg quay đầu mặc vừa. Trắng hả? 57kg quay đầu mặc vừa nè. Tặng là cái này hả? Ừ. À, mọi người ơi, chốt hàng kèm số điện thoại giúp em với. Mã tặng của anh. Tặng cho chị Bích Thảo ạ. 57kg quay đầu mặc vừa. 57kg quay đầu mặc vừa này, rồi lên giùm em mã số 01. 57kg quay đầu mặc vừa trên mã 01 nhá. 57kg quay đầu mặc vừa trên mã 01 ạ. Mã 01 kèm số. 01 là cái nào? Rồi con này các chị mặc lót ở trong cho em. Các chị có thể mặc lót ở trong cho em nếu mà các chị có thể sợ mặc nếu mà các chị sợ mỏng. Không thì các chị có thể mặc cái áo mà áo ngực màu nu. Màu tương đương với lại màu áo này nhá. Men cực kỳ sang luôn. Rồi con này cho em mặc nu kèm số luôn cho em ạ, mã nu nhá. Con này co giãn được, nói chung con này co giãn được từ 50 kg đổ lại cho em ạ. 50 kg đổ lại cho em mã nu, cực kỳ đẹp luôn này. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 50 kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 50 kg quay đầu mặc vừa nu. Nu kèm số cho em ạ. Rồi con này là một con khuét vai, một con khuét vai. Nu cho chị Yên Nguyễn nè. Một con khuét vai. Đây mặc lên cho các chị coi. Đây một con khuét vai. Trời ơi, mặc cũng. Rồi cho em mặt trắng kèm số cho em này. 50kg quay đầu cho em mặt trắng á. Rồi 50kg quay đầu trắng ấy. 50kg quay đầu mặc vừa trắng kèm số cho em ạ. 50kg quay đầu mặc vừa trắng. 50kg quay đầu mặc vừa trắng. Trời ơi khổ cái tóc của tôi ghê. 50kg quay đầu mặc vừa trắng. 50kg quay đầu mặc vừa trắng. 50kg quay đầu mặc vừa trắng. Trắng á. Trắng cho chị Nhất Lê Minh ạ. Trắng chị Nhất Lê Minh. Trời ơi em mặc áo mà nó cao hết. Cái mặt của em mà nó sần sần lên cho mọi người. Rồi một con caro siêu đẹp 47kg quay đầu mặc vừa trên mã caro. 47kg quay đầu mặc vừa trên mã caro. 47kg quay đầu mặc vừa này. 47kg quay đầu mặc vừa trên mã caro. Hàng si hay hàng mới hả em? Dạ hàng si chị ơi, hàng si mà có giá này nhá. Rồi cho em mã caro. Caro kèm số cho em ạ, mã caro. Caro kèm số luôn ạ. Mã nu em hết rồi ạ. Mã nu em hết rồi nhá. Em còn mã caro ạ. Rồi con này. Sập Lê Thị Giang Anh caro. 55kg quay đầu này, 55kg quay đầu cho em ạ, số 10. 55kg okay, okay. Quay đầu cho em ạ, 10. Cái này có chị Lê Thị Giang Anh rồi. 55kg quay đầu cho em ạ, 10. 55kg quay đầu mã 10 ạ. 55kg quay đầu mã 10. 55kg quay đầu mã 10. Rồi, form dài. Rồi 55kg quay đầu trên mã dài. 55kg quay đầu trên mã dài. 55kg quay đầu trên mã dài ạ. 55kg quay đầu đuôi kiểu dạng vui tôm này các chị này, lên giùm em mã dài. 55kg quay đầu dài, 10 cho chị Nguyễn Xuân. Rồi cho em mã dài. Dài kèm số cho em mã dài nhá. Dài ạ. Đây mọi người ơi. 50kg quay đầu mặc vừa. Dài 50kg quay đầu mặc vừa. Dài của chị Phan Thị Bích Hảo này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. Đóng màu xanh đi người ơi. Rồi ok, lên giùm em mã số 02. 50kg quay đầu mặc vừa cho em. Không, cái này 45 thôi, 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02 này. Mã 02 à, xinh hả? Cười xinh hả? Cảm ơn em nha. Mà ở ngoài đời cười mua quýnh không à? Cười tận nứa đấy.
Rồi, em còn mã 02. Rồi, con này cho em mã xanh kèm số cho em ạ. 55kg quay đầu cho em mã xanh. 55kg quay đầu cho em mã xanh nè. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh. Xanh kèm số ạ. 55kg quay đầu xanh này. 55kg quay đầu xanh. 55kg quay đầu xanh nha. Năm mươi lăm ký quay đầu mặc vừa cho em mã trắng á, xanh cho chị, xanh cho chị mặt mặt trời của bé á. Rồi mã xanh đây, mặt trời của bé á. À, lộn nha, mã xanh của chị Anh Quỳnh Selin trước nha. Chị có người yêu chưa chị ơi? Chị đang sợ ở đây em ơi, không ai yêu đây nò. Rồi lên xem em mã trắng đấy, mã trắng. Rồi một con sọc siêu đẹp luôn. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc. 50kg quay đầu mặc vừa, sọc kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc này. 50kg quay đầu mặc vừa sọc cho em. 50kg quay đầu mặc vừa sọc. Caro ạ. Cái này phải mặc lên mới thấy được bộ đẹp. Đây, cho các chị coi. Thấy em không? Thấy heo bụi nè. Rồi em còn mã sọc. Ủa, mặc kiểu gì đây? Phải em nhà kỳ gửi tên chị rồi tổng kết lại dạ. Không, tại vì chị chốt sau á, em mới kéo lên đó chị ơi. Rồi con này lên xem em mã caro. Áo kiểu nó như vậy nha mọi người ơi. Cái này kiểu nó như vậy nha. Rồi cho em mã caro kèm số cho em ạ. Rồi mã sập ạ. Mã sập này, mã sập cho chị Hà Khánh ạ. Sập chị Hà Khánh ạ. Rồi lên xem em mã caro không ai yêu em ơi. Rồi lên xem em mã caro ạ. Caro kèm số cho em. 55kg quay đầu cho em caro. 55kg quay đầu cho em mã caro. 55kg quay đầu caro ạ. Rồi caro cho chị Nhất Lê Minh này. Caro cho chị Nhất Lê Minh. Caro cho chị Nhất Lê Minh. Rồi con này size nhỏ ạ. 45kg quay đầu mặc vừa cho em ấy nhỏ. 45kg quay đầu mặc vừa cho em nhỏ này. 45kg quay đầu cho em nhỏ. Nhỏ, nhưng mà chị không thích máy bay đâu em ơi. Lộn phi công chứ lộn, chị lộn. Nhưng mà chị không thích phi công thôi. Rồi, siêu đẹp luôn các cháu ơi. 55kg quay đầu cho em. 55kg quay đầu lên xem em mã xanh. 55kg quay đầu cho em mã xanh. 55kg quay đầu cho em xanh. 55kg quay đầu xanh. Rồi một con xám siêu đẹp luôn này, xám hoa nha mọi người ơi. 55kg quay đầu lên xem em mã xám. 55kg quay đầu xám cho em ạ. 55kg quay đầu xám nha mọi người. 55kg quay đầu xám. Lên đồng xanh này nãy quên. Nãy quên. Đây lên đồng xanh cho các chị này. Rồi con này 57kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh này. Có dây cột luôn nha. 57kg quay đầu xanh. 57kg quay đầu xanh cho em ạ. 57kg quay đầu xanh. 57kg quay đầu xanh. Trời ơi con này mà đẹp tề mà bữa không ai hốt này. Sáng. Sáng cho ai? Đặc biệt. Sáng của chị mặt trời của bé. Bây giờ mặt trời của bé mới được đơn nhá. Sáng của chị mặt trời của bé này. Thôi trải nghiệm rồi. Trải nghiệm hai phi công rồi. Toàn thất bại không. Rồi 55kg quay đầu mặc vừa. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đẹp nè. 55kg quay đầu mặc vừa. Trời ơi đẹp quá. Cái này đẹp này. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đẹp nha. 55kg quay đầu này. Rồi 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đẹp nha. 55kg cái này đẹp này bé này. 55kg quay đầu này cho em mã đẹp. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã đẹp nha.
mã đẹp kèm số cho em. Đẹp nhất Lê Minh. Đẹp nhất là Lê Minh. Rồi, con này kiểu dạng cổ rocker nè. Rồi, 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã xanh ạ. 55kg quay đầu, 55kg quay đầu cho em xanh. Mã đẹp em hết rồi nè. Rồi, lên xem em mã xanh. 55kg quay đầu xanh, mã đẹp em hết rồi nha. Rồi, cho em mã xanh. 55kg quay đầu xanh cho em ạ. 55kg quay đầu xanh. 55kg quay đầu xanh. Rồi, con này còn tan, còn mạc luôn. Còn nguyên tan, nguyên mạc nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Lên xem em mã 57kg quay đầu mặc vừa cho em mã còn tem. 57kg quay đầu cho em mã còn tem nè. 57kg quay đầu cho em mã còn tem. Xanh này hả chị? 57kg, ừ. Trang mã xanh cho chị Trang Rupi ạ. Rồi lên cho em mã còn tem. Cho em mã còn tem. Mã còn tem. Rồi 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã viền. 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã viền nha. 45kg quay đầu mặc vừa. Lên cho em mã viền ạ. Mã viền kèm số cho em nha. Viền. Còn tem cho chị Hảo ạ. Chị Hương Bình sao rồi? Còn tem cho chị Hảo. Còn tem cái kia bé. Rồi 45kg quay đầu cho em mã hoa. Con này xanh Hảo dành cho chị nào 45kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu hoa mã xanh hết rồi đúng không? 45kg quay đầu cho em mã hoa. Em còn mã viền. 45kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu hoa. Rồi một con màu nu này. Nu cho các chị yêu này. 52kg quay đầu mã viền cho chị Ngọc Dung. Ngọc Dung có đơn hồi trưa này, Ngọc Dung trưa này. 55kg quay đầu này, lên giùm em mã nu. 55kg quay đầu nu cho em ạ. 55kg quay đầu cho em mã nu. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu ạ. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. Mã nu kèm số ạ. Rồi con này free size kiểu phòng phòng về nhá, mã hoa cho chị Hảo ạ. Rồi free size con này nhá, free size lên giùm em mã phòng. Free size cho em mã phòng. Mã hoa cho chị Hảo. Free size mã hồng. Phòng. Ừ. Mã phòng. Free size mã phòng. Trời ơi cưng chưa. 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã nhỏ này. Kiểu dạng ngắn nhá. 45kg quay đầu mặc vừa cho em nhỏ. 45kg quay đầu mặc vừa nhỏ nhá. Nhỏ. Nhỏ kèm số cho em ạ. Trời ơi đẹp quá. Rồi em còn mã nhỏ này. Có mà. Em chốt cả hai máy mà. Phòng này, phòng cho chị Nhất Lê Minh. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc nè. 50kg mặc vừa. À không, cái này cỡ tầm 48 thôi. 48kg quay đầu. Lên xem em mã sọc này, 48kg quay đầu cho em mã sọc nhá. 48kg quay đầu sọc ạ. 48kg quay đầu, nhưng mà có thấy chị comment đâu. Lên xem em mã sọc, 48kg quay đầu sọc. Rồi, con này vải màu đen này. Vải cực kỳ xịn luôn các chị yêu ơi. Rồi, kể. Mã kẻ. Mã kẻ là mã sọc quá hả. Rồi, sọc cho chị Ngọc Dung dồn đơn. Mã phòng em hết rồi ạ. Rồi, con này là nút này, nút ra. Đây hả? Ừ. Bấm này. Mã nu cho chị mặt trời của bé. Nu kia. Ừ. Không, nu đây, nu đây. Ừ. Cái kia mã nhỏ. Rồi con này cho em mặt đen kèm số cho em. Chất liệu là vải rất chi là dày dặn luôn. Như kiểu dạng vải kaki nè các chị này. Rồi lên cho em mã kaki kèm số cho em 55. Không, cỡ tầm 50kg quay đầu cho em mã kaki. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã kaki kèm số cho em ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã kaki. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã kaki kèm luôn số ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã kaki. Mã kaki kèm số cho em nhá. Mã kaki. Mã kaki kèm số ạ. Comment đúng mã cho em. Rồi mã kaki này. Mã kaki nhá. Comment đúng mã cho em nha mọi người ơi. Là em chốt hàng được ạ. Mã kaki. Ok chị nè. Mã kaki. Rồi một con màu phi. Vải phi, chất liệu vải phi. Lên giùm em mã phi kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã phi. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã phi kaki cho chị Ngọc Dung. 50kg quay đầu mặc vừa. Trời ơi, đây xem em mã phi. Em nói thật men cực kỳ. Trời ơi đẹp lắm luôn cái. Trời ơi vải này em rất này, nói chi là em rất thích cái con vải như này nhá. Vải phi này.
Rồi lên xem em này, cho em ạ, phi kèm số cho em 50kg đây. 40 tới 50kg để ok cho em. 40 tới 50kg cho em ạ, phi. 40 50kg cho em ạ, phi này. Mã kaki em hết rồi ạ. Em còn mã phi. Mã phi. Rồi. Em còn mã phi. Đây đẹp chưa? 53kg quay đầu mặc vừa. Rồi lên xem em mã sọc, 53kg quay đầu cho em sọc. 53kg quay đầu cho em sọc ạ. Rồi mã phi đẹp vầy mà không ai chốt hả mọi người ơi. Rồi mã sọc. Trời ơi vải phi đẹp vầy mà không chị nào chốt. Sao mà không có chị nào chốt luôn này. Thiệt tình luôn á. Năm mươi hai ký quay đầu này cho em mã 01 nhé. Mã sọc cho chị Ngọc Dung, 52kg quay đầu cho em mã 01. 52kg quay đầu cho em mã 01 ạ. Rồi 52kg quay đầu cho em mã 01 Ngọc Dung này. 52kg quay đầu cho em mã 01. Mã 01. Mã 01 kèm số cho em. Ký quay đầu mặc vừa. Rồi lên xem em mã số 02. Mã phi này. Mã phi cho chị City Thao hả? City Thao. 01 cho chị Ngọc Dung này. Rồi con này lên xem em mã số 02. Chốt thêm là đủ đơn nha chị City Thao ơi. Nãy giờ thấy chị comment cũng nhiều lắm nhưng mà chị không có chốt được ấy. Rồi cho em mã 02 kèm số cho em 50kg quay đầu ạ. 50kg quay đầu cho em mã 02. 50kg quay đầu cho em mã 02. Rồi một con đính kim sa. Rồi cho em mã kim sa kèm số cho em. 53kg quay đầu cho em mã kim sa. 53kg quay đầu cho em mã kim sa. 53kg quay đầu cho em mã kim sa. Mã kim sa 02 cho Ngọc Dung luôn ạ. Rồi lên xem em mã nu ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã nu. Nu. 50kg quay đầu mặc vừa nu. Nu. 50kg quay đầu mặc vừa nu mã sọc em hết rồi. Mã nu. Cái này dễ thương mà. Rồi, 48kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng ạ. 48kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng kèm số cho em. 48kg quay đầu mặc vừa trắng ạ. 48kg quay đầu mặc vừa trắng nhá. Trắng ạ. Trắng. Nhòe rồi hả? Thoát ra vô lại thử chùm em chị ơi. Kim xe có chị Lê Nguyễn. Rồi, mã trắng này. Mã trắng chị Hảo ạ. Trời ơi, xinh quá chị Hảo ơi. Rồi con này các chị có thể mặc khoác cho em. Chị nào mà không thích khoác có thể gài nút là thành bộ áo sơ mi. Mà các chị bỏ ra khoác cho em như kiểu dạng khoác nha. À lộn, các chị bỏ ra cái nút này là thành một dạng khoác nhá. Rồi con này lên xem em mã hồng kèm số cho em ạ. 52kg quay đầu cho em mã hồng. 52kg quay đầu lên xem em mã hồng. Hồng kèm số cho em. Năm mươi hai ký quay đầu hồng này. Năm mươi hai ký quay đầu hồng. Rồi 55kg quay đầu cho em mã xanh này. 55kg quay đầu xanh. Rồi hồng cho chị ạ. Chốt hàng lên số mọi người ơi. 55kg quay đầu cho em mã xanh này. 55kg quay đầu xanh. Chị nào chưa đủ đơn ráng chốt thêm cho đủ đơn cho em nha. Rồi xanh, mất công tốn công các chị coi like này, vừa coi like này vừa không đủ đơn vừa coi like lại xả nữa rồi. Vừa mất công các chị lại tội nghiệp em nữa. Rồi con này, lên xem em mã số 10 kèm số cho em ạ. Lộc Nguyễn chốt hàng lên số cho em ạ. 55kg quay đầu, 55kg quay đầu cho em mã 10. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã 10 này. Mã số 10. Mã 10. Lộc Nguyễn chốt hàng cho em số chị ơi.
này có dây cột ở eo như vậy nhá. Rồi lên xem em mã dây kèm số cho em ạ. Rồi 45kg quay đầu cho em mã dây. 45kg quay đầu cho em dây ạ. 45kg quay đầu cho em dây. Mã 10 cho chị Ngọc Dung. 45kg quay đầu cho em mã dây. 45kg quay đầu dây. 45kg quay đầu dây. Đây, mã 10 đây, Ngọc Dung. Dây. Mã dây này. Mã dây Lộc Nguyễn ok ạ. Mã hồng Lộc Nguyễn nhé. Lên số đây. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 02. Dây cho chị Nhất Lê Minh. 55kg quay đầu cho em mã 02. 55kg quay đầu cho em mã 02. Dây đây hả? Nhất Lê Minh. Còn cái này là của Lộc Nguyễn mà hồng. Rồi đây xem em mã 02. 55kg quay đầu cho em 02. Em có lấy số nào? 55kg quay đầu 02. Rồi 02. Chốt thêm cho đủ đơn nha chị Lộc Nguyễn ơi. Chốt từ 5 con đổ lên cho em rồi. Ô một con theo hoa, theo mèo lộ, theo mèo. Rồi lên giùm em mã theo kèm số cho em ạ. 55kg quay đầu theo. À không, cỡ tầm 50kg quay đầu theo cho em ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ theo. 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ theo này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ theo kèm số ạ. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa theo nhá. 50kg quay đầu vừa theo. 50kg quay đầu mặc vừa cho em theo. 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ theo. Mã theo kèm số cho em ạ. Mã theo. Theo. Mã mèo. Mã theo chị ơi. Mã theo chị Ngọc Dung ạ. Rồi con này cho em mã trắng kèm số cho em. 48kg thôi ạ. 48kg quay đầu cho em mã trắng. 48kg quay đầu trắng cho em. Rồi 48kg quay đầu mặc vừa trắng ạ. 48kg quay đầu trắng cho em ạ. Rồi 48kg quay đầu lên xem em mã trắng đấy. Trắng kèm số cho em 48kg ạ. 48kg quay đầu trắng ạ. Theo Ngọc Dung. Trắng. Trắng cho chị à, Ngọc Thi Nguyễn có đơn chân cũ. Trắng chị Ngọc Thi Nguyễn ạ. Rồi dáng dài này, 53kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng. 53kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng. Chốt chủ đơn từ 5 cái đổ lên em xếp hàng nha mọi người ơi. Rồi con này trên mã vàng kèm luôn số mọi người ha. 53kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng. Mã vàng. Rồi con này cho em mã cam kèm số cho em. 55kg quay đầu cam. 55kg quay đầu cho em mã cam này. 55kg quay đầu cam. Mã vàng. Mã vàng chị Ngọc Dung. Rồi con này cho em mã cam. Vàng chị Ngọc Dung. Rồi cho em mã cam. Cam. Mờ lắm em. Thoát ra vô lại đi chị đẹp ơi. Thoát ra vô lại cho em đi. 50kg quay đầu cho em mã rút. 50kg quay đầu lên giùm em mã rút ạ. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã rút kèm số này. Mã rút nha. Mã vàng em hết rồi. Chị CA. Cam của chị Ngọc Dung. Chị CT Thao chậm lắm chị gái ơi. Mẹ chị chậm lắm luôn nha. Rồi đến lúc này chị lại bảo là em không chốt cho chị nữa. Mẹ chị chậm lắm luôn. Người ta lên mấy mã rồi chị mới lên. Rồi cho em mã trắng kèm số cho em. 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã trắng. 45kg quay đầu mặc vừa cho em trắng á. 45kg quay đầu mặc vừa trắng. 45kg quay đầu mặc vừa cho em trắng này. Mã sút là mã gì chị ơi? 45kg quay đầu cho em trắng. 45kg quay đầu trắng này. Mã rút là mã gì? Mã rút á hả? Rồi mã rút cho chị Nhất Lê Minh. Mã trắng. Trắng kèm số cho em ạ. Rồi một con sọc phong rộng này. 55kg quay đầu cho em mã sọc. 55kg quay đầu cho em mã sọc kèm số cho em luôn. 55kg quay đầu cho em mã sọc nè. 55kg quay đầu cho em mã sọc nhé.
55kg quay đầu sạch, 52kg quay đầu kem mạ xi măng, màu xi măng nha mọi người ơi, sam xi măng này, 50kg quay đầu mặc vừa trên mạ xi măng, 50kg quay đầu mặc vừa trên mạ xi măng, 50kg quay đầu mặc vừa trên mạ xi măng, kèm luôn số cho em, thoát ra vô lại vẫn mờ. Đó lên giùm em mạ xi măng. Rồi mạ trắng, mạ trắng hả? Trắng đây hả? Trắng cho chị Ngọc Hy Nguyễn ạ. Rồi mạ sọc ạ. Em còn mạ sọc. Mạ sọc của chị mặt trời của bé ạ. Rồi con này lên giùm em mạ xi măng kèm số cho em ạ. Mạ xi măng kèm số 50kg quay đầu trên mạ xi măng. 50kg quay đầu trên mạ xi măng. 50kg quay đầu trên mạ xi măng. 50kg quay đầu cho em xi măng. Rồi 50kg quay đầu trên mã ren này, 50kg quay đầu ạ. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã ren. 50kg quay đầu mặc vừa. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã ren. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã ren kèm số cho em nha. 50kg quay đầu mặc vừa lên cho em mã ren ạ. Xi măng cho chị Ngọc Phi Nguyễn. Mã ren 50kg quay đầu mặc vừa ren. 50kg quay đầu mặc vừa ren. Xi măng có phép thì cho mày. Cái lộn. Thấy rồi bắt ra. Ok chị. Rồi, trời ơi, kiểu vầy nha mọi người ơi, kiểu vầy này, lên xem em mã đen kèm số đấy. 48kg quay đầu cho em mã đen, 48kg quay đầu đen, 48kg quay đầu đen. Áo ngực chốt chưa hãy nêu. Rồi ok. Ok chị này, rồi mã đen cho chị Trần Thị Kim Hạnh này. Rồi mã đen. Đen kèm số cho em mã đen nha. Rồi màu xám này. Màu xanh nhá. 50kg quay đầu xanh ạ. 50kg quay đầu xanh cho em này, 50kg quay đầu xanh nha. 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ, xanh ạ. 50kg quay đầu mặc vừa xanh. Trời. Cho em mã đen kèm số à lộn, mã đen chị Nhất Lê Minh. Rồi con này lên xem em mã phối kèm số cho em. Rồi 55kg quay đầu cho em mã phối ạ. 55kg quay đầu phối này. 55kg quay đầu phối ạ. 55kg quay đầu phối. Năm mươi bảy ký quay đầu váy. 57kg quay đầu váy cho em ạ. 57kg quay đầu váy. 57kg quay đầu váy ạ. Rồi con này theo, ở ngực có theo nha. 55kg quay đầu cho em ạ, theo. Theo ở phía túi ngực nha. Rồi cho em ạ theo này, 55kg quay đầu theo. Phối cho chị Nhất Lê Minh, theo. Rồi lên xem em mã mũ này, mã mũ kèm số cho em. 55-56kg quay đầu cho em mã mũ ạ. 55-56kg quay đầu trên mặt mũ. 55-56kg quay đầu trên mặt mũ nhá. Mặt mũ ạ. Mặt mũ. Theo. Đó. Ừ, theo thế nào. 56kg quay đầu trên mặt trắng. Ừ. Cái đó. Theo mà. Cái mày cầm ý. Theo ở cái túi á. Theo của chị ăn quần Celine. 57kg, 56kg quay đầu này. Kiểu dạng tiểu thư nhá, lên xem em mã tiểu thư. 56kg quay đầu cho em tiểu thư này. Kiểu dạng tiểu thư nhá, 56kg quay đầu cho em tiểu thư. Mũ cho chị Ngọc Dung. Rồi lên xem em tiểu thư này. Mã tiểu thư. Mũ. Rồi 58kg quay đầu mặc vừa cho em mã đen. 58kg quay đầu đen. 58kg quay đầu cho em mã đen. 58kg quay đầu đen. Theo em hết rồi. 50-60kg quay đầu cho em mã to. 50-60kg này cho em to. Tiểu thư cho chị Anh Quỳnh Selin. To. Tiểu thư đây nè. Là cái này đúng không? Cái này. Rồi con này lên xem em mã ren kèm số cho em ạ. 55kg quay đầu ren. 55kg quay đầu ren. Mã đen cho chị mặt trời của bé. Rồi con này lên xem em mã ren kèm số cho em. 55-56kg quay đầu cho em mã ren. 55-56kg quay đầu cho em mã ren kèm số luôn. Mã ren.
này 50kg quay đầu mặc vừa cho em ạ. Đâu có chị Ngọc Dung. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 ạ. Tiểu thư em hết rồi. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1. Ren này, ren cho chị Ngọc Dung ạ. Ren chị Ngọc Dung trước nhá. Rồi con này cho em mã lạ kèm số cho em này lạ nhá. 57kg quay đầu mặc vừa này. 57kg quay đầu, 50-57kg mặc đẹp. Rồi lên xem em mã lạ 50-57kg ạ. 50-57kg cho em lạ. 50-57kg cho em lạ. 50-57kg cho em mã lạ. Dạ rồi ok, mặt trời của bé này. Rồi form dài nhá, form dài nhá. Rồi lên cho em mã dài này. Mã lạ cho chị mặt trời của bé. Rồi cho em mã dài kèm số cho em này. 52kg quay đầu cho em mã dài. 52kg quay đầu cho em mã dài này. 52kg quay đầu cho em mã dài. Lạ em hết rồi nhá, cho em mã dài. 52kg quay đầu dài cho em ạ. 52kg quay đầu dài. Mã lạ em hết rồi nhá. Lạ em hết rồi. Rồi cho em mã dài. Mã dài cho chị mặt trời của bé. Rồi cho em mã sọc 50kg quay đầu cho em sọc nè. 50kg quay đầu cho em mã sọc này. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã sọc nhá. 50kg quay đầu mặc vừa sọc. Mã dài em hết rồi, lên cho em sọc này. 50kg quay đầu sọc. 50kg quay đầu sọc. Rồi cái này cưng này. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu là mặc đẹp nè. Rồi lên xem em mã bánh bèo nhá. 50kg quay đầu mặc đẹp cho em mã bánh bèo. 50kg quay đầu mặc đẹp cho em mã bánh bèo nhá. 50kg quay đầu mặc đẹp cho em mã bánh bèo nhá. 50kg quay đầu mặc đẹp cho em mã bánh bèo dành cho chị nào mà tuổi tin tin nhá. Lên xem em mã bánh bèo. Xong thì chị nào mà mua cho con gái mình nhá. Rồi mã sọc cho chị Ngọc Dung. Trời ơi cưng quá. Rồi cho em mã bánh bèo. Bánh bèo kèm số cho em. Bánh bèo này. Rồi một con Barbie doll này. Rồi lên giùm em mã to kèm số cho em nhá. Mã to 57kg quay đầu. Một con dáng Barbie doll 57kg quay đầu mặc vừa. Rồi lên giùm em mã to 57kg quay đầu cho em mã to. Bánh bèo cho chị Nhất Lê Minh ạ. Mã to. À mã A, đúng rồi mã to. To kèm số cho em, mã to. Bánh bèo cho chị Nhất Lê Minh. Rồi 55kg quay đầu, 55kg quay đầu mặc vừa. Cho em mã số 1. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 này. 55kg quay đầu nhá. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1. To chị Lê Nguyễn này. To chị Lê Nguyễn có đơn chưa? Ừ. Lên hai Lê Nguyễn bên mình nhá, Lê Nguyễn ơi cho em số đi chị ơi. Lê Nguyễn ơi cho em số ạ. Rồi con này lên cho em mã số 01. Mã 01 kèm luôn số ạ. Lê Nguyễn chốt hàng cho em bên số nào? Nào? Bên trang nào? Bên trang có à bên trang phết ạ. Trang phết hả thì cùng là 15 miếng ạ. Ừ. Rồi con này cho em mã sao kèm số cho em nè. 55kg qua đầu sao. 55kg qua đầu sao. Một cho chị ạ. Phí Bích Nguyệt. 55kg qua đầu cho em mã sao. 55kg quay đầu cho em sao ạ. 55kg quay đầu sao. Sao. Ok ok chị Lê Nguyễn nè. Tại nãy giờ chị đi đâu á. Xong là chị mới quay vô chị chốt lại á. Tụi em không biết cái. Chốt đủ đơn nha. Chị chốt đủ đơn cho chị Lê Nguyễn ơi. Hai cái không có đi đơn được á. À Lê Nguyễn cũng nhiều rồi hả. Rồi mã sao cho chị mặt trời của bé ạ. 50kg quay đầu mặc vừa này, cho em mã ngắn. 50kg quay đầu mặc vừa nha. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã ngắn ấy. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã ngắn á. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã ngắn nhá. Mã 1. Chốt hàng cho em số mọi người ơi. Con này lên xem em mã tặng kèm số cho em tặng này. Đúng rồi 100k 5 cái chị ạ. Xả cho hết hàng mọi người ơi. 100k 5
ké 100 ké 5 ké mày vô 100 ké 5 cái thôi mãi ngàn cho chị phí bích nguyên luôn ạ. Đó cái trắng bạn hỏi cái này cái bạn bạn chưa thấy không bạn. Rồi đây xem em mã dài kèm số cho em 55 ký quay đầu cho em mã dài. Em rất thích kiểu tay phòng như vậy này. 55 ký quay đầu dài tặng cho chị phí bích nguyên. 55 ký quay đầu dài. Em tưởng đâu lên huyện khác chị ơi. Rồi đây xem em mã dài 55 ký quay đầu cho em mã dài dài tặng phí bích nguyên dài. Đây xem em mã dài 55 ký quay đầu dài. Rồi con này lên xem em mã xám kèm số cho em 55 ký quay đầu cho em mã xám ạ. 55 ký quay đầu cho em 55 ký quay đầu xám dài cho chị nhấc lên mới nhận. Rồi con này cho em mã xám 55 ký quay đầu xám 55 ký quay đầu xám xám. Rồi cho em ạ, rút kèm số cho em xám cho chị mặt trời của bé 45 ký quay đầu. Rồi lên xem em ạ, rút. Rồi rút ạ. Rút. Chị Ngọc đẹp hả? Chị Ngọc đẹp con đó, chị Ngọc đẹp ơi. Chị Lộc Nguyễn nữa nè. Ngọc Mai này. Chị ơi có gì thì chị inbox cho em chứ. Nói trên live thì cũng không có giải quyết được chị ơi. Rồi 52 ký quay đầu mặc vừa cho em mã xanh này. 52 ký quay đầu mặc vừa. Chị chốt cái nào thì em gửi cho chị cái này. Chứ em không có gửi mà. Chị chốt cái này mà em bỏ vô cái khác. Để lúc đến lúc mà các chị nhận hàng mà các chị lại chửi em nữa. Rồi lên xem em mã xanh. Xanh này. Xanh cho chị Ngọc Hy Nguyễn ạ. Mã rút này, mã rút cho chị Ngọc Dung ạ. Rút chị Ngọc Dung. Xanh cho chị Ngọc Hy Nguyễn này. Có gì thì chị inbox cho em, inbox sẽ có người giải quyết cho nha. Rồi các chị free size cho em ạ. Rồi lên xem em mã to kèm số cho em. Free size cho em mã to, free size cho em to. Free size cho em mã to này, size em hết rồi. Free size mã to. Rồi 52 ký quay đầu mặc vừa trên mặt theo. 52 ký quay đầu mặc vừa trên mặt theo. 52 ký quay đầu mặc vừa theo. 52 ký quay đầu mặc vừa theo. Xô này, xô đục lỗ nha mọi người. 55 ký quay đầu mặc vừa trên mặt xô. 55 ký quay đầu mặc vừa trên mặt xô. 55 ký quay đầu mặc vừa trên mặt xô này. 55 ký quay đầu mặc vừa trên mặt xô. Mặt xô. 55 ký quay đầu mặc vừa xô. Rồi con này 56 ký quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 56 ký quay đầu mặc vừa cho em nu ạ. 56 ký quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 56 ký quay đầu mặc vừa cho em mã nu. 56 ký quay đầu mặc vừa nu. Mã nu. Mã nu. Cái đó là do phần kiểm trang, cái người kiểm hàng chị ơi. Cái đó là do phần người kiểm hàng không kỹ á. Nên là bây giờ chị có vấn đề gì thì chị cứ tự đợi inbox cho em rồi bọn em cứ giải quyết. Chứ chị nói trên live như thế này bọn em cũng không giải quyết được đâu chị nhá. Nên là có cái gì thì chị inbox cho em nha. Rồi mã xô này, mã xô chị Nhất Lê Minh. Rồi mã nu cho chị Phí Bích Nguyệt ạ. Mã theo chị Phí Bích Nguyệt luôn nha. Rồi con này cho em mã xanh. Xô là cái kia. Cái xô này cái xô dài nữa đây. Cái này hả? Rồi free size con này lên cho em mã xanh. Free size này cho em mã xanh. Free size cho em mã xanh. Free size cho em mã xanh. Free size cho em mã xanh. Rồi con này như kiểu dạng khoác dù luôn nhá, như vải kiểu dù, vải dù nhá mọi người nè, vải dù nhá. Có túi trước luôn ạ, vải dù có túi trước luôn, 55 ký quay đầu. Lên xem em mã dù, 55 ký quay đầu trên mã dù nhá. 55 ký quay đầu mặc vừa trên mã dù. 55
55kg bắt đầu mặc vừa trên mã dù. 55kg bắt đầu mặc vừa trên mã dù ạ. Mã dù kèm luôn số nhá. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng này, 50kg quay đầu mặc vừa. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng, 50kg quay đầu mặc vừa và kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã vàng nhá. Rồi 45kg quay đầu mặc vừa trên mã đen. 45kg quay đầu mặc vừa trên mã đen. 45kg quay đầu mặc vừa trên mã đen. 45kg quay đầu đen. 45kg quay đầu đen. Rồi một con form dài này. 52kg, 53kg quay đầu cho em, lên giùm em dài. 52, 53kg quay đầu cho em mã dài. 52, 53kg quay đầu cho em mã dài ạ. 52, 53kg quay đầu dài. 52, 53kg quay đầu cho em mã dài. Mã dài. Rồi mã nu em hết rồi. Rồi con này là size to hay là kiểu nam hay là kiểu nữ đây chả biết nữa. Mã dài chị mặc trời của bé á, cái trắng. Rồi free size con này cho em mã sọc nhá. Free size cho em mã sọc ạ. Free size cho em mã sọc nhá. Free size cho em sọc dù cho chị mây trinh dồn lên. Dù như bạn dù á, cái trắng. Rồi đây xem em mã sọc này, free size cho em mã sọc. Không biết là áo nam hay áo nữ. Dù dù đây 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 đây. Rồi đây xem em mã sọc. Mây trinh. Sọc. Em coi của mây chi. Mặn mặn như mây mặn 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 mặn. Cái gì? Mai chị chốt hàng chị thấy người ấy như mai rồi, chốt đâu biết. Coi thử có đưa đâu qua ai. Mây chi. Mã dài em hết rồi nha, mã dài em hết rồi. Không phải. Rồi con này 45kg quay đầu mặc vừa trên mã rút ạ. 45kg quay đầu 45kg quay đầu trên mã rút ạ. 45kg quay đầu trên mã rút. 45kg quay đầu trên mã rút. Mã rút kèm số cho em. Mã rút. Mặc hơi bị đẹp con má. Mặc hơi chân váy mặc áo bà da màu đen á. Một bà da màu đen hoặc là bà da màu trắng. Màu đen nó mới nổi. Có lại cái chân váy. Rồi. Dài hết rồi. Rồi con này lên xem em mã thêu 55kg quay đầu cho em thêu ạ. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã thêu. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã thêu nhá. 55kg quay đầu mặc vừa thêu. 55kg quay đầu thêu. Rồi 55kg quay đầu này, lên xem em mã trắng ạ. 55kg quay đầu trắng. Trời ơi sao còn có bạn người coi vậy mọi người. Chấm mai cho em với. Rồi trắng. Em có một cái đấy. Y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn. Không, của em là con chữ sao? Không phải là nó bỏng vậy. Vô 18 đó má. Có cả áo chậm luôn à. À, kèm áo luôn à. Rồi cho em mã xanh kèm số em 45kg qua đầu xanh. 45kg qua đầu cho em mã xanh nhá. 45kg qua đầu xanh này. Rồi 45kg quay đầu trên mã xanh. 45kg quay đầu trên mã xanh kèm số ạ. 45kg đấy. 45kg quay đầu xanh. 45kg quay đầu xanh. Rồi 55kg quay đầu trên mã sọc ạ. 55kg quay đầu trên mã sọc này. Mã xanh cho chị Ngọc Phi Nguyễn này. Đây đấy. Rồi trên mã sọc 55kg quay đầu sọc. 55kg quay đầu sọc cho em ạ. 55kg quay đầu sọc nè. 55kg quay đầu sọc. Bé đen. Cái kem nè. Kem nè. Bây giờ là chị cho chị chắc chắn giờ mặc vô đi. Mai em đi bên hội chị còn mua cái gì. Em là còn mua nhiều thứ lắm. Chắc lắm là mua được kem sọc. Rồi mã bướm cho em. Lên cho em mã bướm đi. Nhưng mà phải vô cái chỗ mà Mỹ phải duyên. Chị đã vô được. Rồi mã sọc này, mã sọc của chị Phi Bích Nguyệt ạ. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa, rồi lên xem em mã bướm. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã bướm. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã bướm ạ. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã bướm.
Rồi 50kg quay đầu mặt vừa che mặt trắng mà bướm chị Thí Bích Nguyệt. 50kg quay đầu mặt vừa che mặt trắng đấy. Thôi khỏi đồng thu cho thấy form nha. Rồi cho em mặt trắng á. Rồi theo theo chị Lê Nguyễn. Theo kia. Rồi cho em mặt trắng này, bỏ cái 50k ra. Bỏ cái rồi cho em mặt trắng á. Trắng. Rồi 55kg quay đầu mặc vừa, 55kg quay đầu mặc vừa cho em mà xám ạ. 55kg quay đầu mặc vừa mà xám cho em. 55kg quay đầu mặc vừa xám. 55kg quay đầu mặc vừa xám. Xám. Lạnh chứ. Nghĩ sao mặc áo dây lạnh chứ. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa che mã hồng. 50kg quay đầu mặc vừa che mã hồng đẹp số cho em ạ. 50kg quay đầu mặc vừa che mã hồng sáng chị Ngọc Hy Nguyễn. Còn ít người mà chốt còn không kịp đấy nhỉ. Đâu chị. Được vậy thì còn gì bằng. Xám cho chị Ngọc Hy Nguyễn rồi ạ. Rồi 55kg quay đầu lên xem em mã hoa. 55kg quay đầu cho em mã hoa. Em nói thật giờ còn có 17 người, còn 15 người thôi. Lên xem em mã hoa. Hoa kèm số cho em cả hai máy còn 15 người thôi. Tổng cộng máy bên này 5 người, máy bên này 10 người. Rồi 52kg quay đầu mặc vừa lên xem em mã 1. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 này. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã 1 ạ. Rồi 50-60kg mặc vừa cho em mã rêu. 50-60kg mặc vừa cho em mã rêu. 50-60kg cho em rêu. 50-60kg rêu. 50-60kg rêu ạ. 50-60kg rêu. Không thì... Để sao lên. Rêu. Mã 1 cho chị Ngọc Hy Nguyễn ạ. Rồi trắng cho em này, 55kg quay đầu trắng. Mã 1 lấy cái xíu. 55kg quay đầu cho em mặt trắng đấy. 55kg quay đầu mặc vừa trắng cho em. 55kg quay đầu mặc vừa trắng á. Mã 1 em hết rồi. Trắng. 55kg quay đầu trắng. Mày like cẩn thận lắm rồi ý. Bé, nhìn này, vẫn đỏ này. Chứng tỏ là không hợp với đồ xi này. Trắng. Em còn mã trắng. Rồi 50kg, 45kg quay đầu mặc vừa che mã nhỏ. Rồi 45kg quay đầu mặc vừa che mã nhỏ nhá. Trắng chị Thí Bích Nguyệt. 45kg quay đầu mặc vừa che mã nhỏ này. Rồi mã nhỏ này. Nhỏ kèm số che mã nhỏ. Mã nhỏ. Một con tay ngắn này. 55kg quay đầu mặc vừa che mã ngắn. 55kg quay đầu mặc vừa cho em mã ngắn á. 55kg mặc vừa cho em ngắn nhá. 55kg mặc vừa ngắn á. 55kg mặc vừa ngắn cho em. 55kg mặc vừa ngắn á. Mã nhỏ cho chị Ngọc Hy Nguyễn ạ. 55kg mặc vừa cho em xanh. 55kg mặc vừa xanh. 55kg mặc vừa xanh. Ê bé, ngày mai mà không có cái lạnh kia thì khỏi nha. Ngày mai mà không có cái loại mà chị nói thì khỏi mua. Rồi mã ngắn cho chị Phí Bích Nguyệt ạ. 52kg quay đầu cho em đỏ. 52kg quay đầu đỏ đây. 52kg quay đầu đỏ ạ. Rồi mã xanh cho chị Ngọc Thi Nguyễn ạ. Rồi 45kg quay đầu mặc vừa cho em mã kiểu. Kiểu cổ như vậy nhá. 45kg quay đầu mặc vừa kiểu. 45kg quay đầu mặc vừa kiểu này. 45kg quay đầu mặc vừa kiểu.
Rồi 55kg quay đầu mặt vừa. 55kg quay đầu mặt vừa này cho em mã số 02. 55kg quay đầu mặt vừa cho em mã 02. 55kg quay đầu mặt vừa cho em mã 02. 55kg quay đầu mặt vừa cho em mã 02. Mã 02. 02. Kiểu bánh bèo này. Trời ơi đẹp chưa? Kiểu bánh bèo cho em nè. 55kg quay đầu cho em mã bánh bèo 02 cho chị Phí Bích Nguyệt. 55kg quay đầu cho em mã bánh bèo. Trời ơi cứng quá. 55kg quay đầu cho em mã bánh bèo nhá. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em mã bánh bèo ạ. 55kg quay đầu mặc đẹp cho em mã bánh bèo ạ. Mã bánh bèo. Mã bánh bèo mặt trời của bé ạ. Rồi mã 1 cho chị Nhất Lê Minh. Sương Sương. 52kg quay đầu mặc vừa, Benjamin mã số 02. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. 52kg quay đầu mặc vừa cho em mã 02. Em đang lạnh lắm mọi người ơi. Em đang cố like cho các chị đẹp mình này. Đang lạnh lắm luôn, buốt hết rồi. Rồi con này 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã số 03. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã 03, bánh bèo em hết rồi. Đây giùm em mã 03. 50kg quay đầu mặc vừa trên mã 03. 02 cho chị Phí Bích Nguyệt ạ. Đây. Đây các chị nhìn tay của em này, đó, nó lạnh này. Cào một phát nó thấy vết luôn à. Đây giùm em mã 03. Mã 03. Mã 03. Nó khô hết da, lạnh khô hết da. Em xem lại sao chốt không được. Chị chốt sau chị ơi, chị chốt sau nha. Chị chốt sau mà. Rồi con này cho em ạ. Chất liệu là vải phi men cực kỳ sang luôn. Dành cho chị nào từ 50 tới 55kg này. 50-55kg này. Rồi đây xem em ạ xanh. Rồi 50-55kg cho em ạ xanh nha. 50-55kg ạ. 50-55kg cho em. Đây xem em xanh ạ. 50-55kg cho em xanh nha. 50-55kg xanh ạ. 50-55kg xanh. Xanh. Rồi kiểu form rộng vậy nhá. Rồi lên giùm em mã mỏng 55kg quay đầu mỏng này. 55kg quay đầu mỏng xanh cho chị mặt trời của bé. Rồi con này cho em mỏng. 55kg quay đầu mỏng này. Mỏng. 50kg quay đầu lên xem em mã nhỏ. 55kg quay đầu nhỏ này. Đặt ngoài sau rồi nhá, cho em nhỏ. 55kg quay đầu nhỏ. Trời ơi, cái này đẹp quá. Chất liệu vải nó rũ rũ ra này. 60kg quay đầu cho em. Em vô lại được không? Em có một nói chị em. Tâm đi em đang xem này. Em vô lại được không? Rồi con này lên xem em này, 50-60kg này, lên xem em mã to. 50-60kg cho em, lên xem em mã to ạ. 50-60kg cho em to. Không quá không chốt hàng hả em? Ủa Phan Hương có đơn gì vậy? Phan Hương có đơn gì chị yêu ơi? Trời ơi, chị có một cái áo, sao không chốt kiểu gì? Một cái em sao? Không có gọi được chị ơi, một cái em, bọn em đâu có gọi được đâu. Một cái đâu có hay đi hàng được đâu. Mã to chị mặt trời của bé. Ừ. Rồi con này cho em mã dây kèm số cho em, lên xem em dây. 57kg qua đầu dây. 57kg qua đầu dây cho em ạ. 57kg qua đầu dây, lạnh quá mọi người ơi. Rồi cho em mã caro. 45kg qua đầu caro. 45kg qua đầu caro. Rồi lên xem em mã viền kèm số cho em. 52kg qua đầu viền. 52kg qua đầu viền cho em ạ. Dây mặt trời của bé. Không, không, cái dây là một vắng. Rồi con này lên xem em mã ngắn kèm số cho em. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã ngắn. 50kg quay đầu mặc vừa. Nhìn form, cái form như này nhìn xinh không?
đơn giản mà xinh không? Đi học mà đẹp. Rồi, mã dây em hết rồi, mã 03. 03 hả? 03 cho này lên số cho em chị ơi. Rồi, lên xem em mã ngắn kèm số cho em. Thấy mà lạnh thay. Caro, caro cho chị nhất lên mình ạ. Rồi con này cho em mã xanh. 50 ký quay đầu xanh cho em, 50 ký quay đầu xanh. 50 ký quay đầu xanh ạ. 50 ký quay đầu xanh cho em ạ. 50 ký quay đầu xanh. Em thử nghĩ coi làm từ. Làm từ 7 giờ. Thôi sao rồi. Rồi 60 ký quay đầu, 57 ký quay đầu cho em hoa. 57 ký quay đầu cho em mã hoa. 57 ký qua đầu trên mã hoa. Chốt nữa không mọi người ơi? Mã hoa 57 ký qua đầu hoa. Caro. Rồi cho em mã bi này. 48 ký qua đầu bi. 48 ký qua đầu mặt vừa bi. 48 ký qua đầu mặt vừa bi cho em ạ. 48 ký qua đầu mặt vừa bi nha. Mai con Linh không quay được. Mã bi. Rồi một con form dài này. Mã dài kèm số cho em ạ. 57 ký quay đầu cho em mã dài. 57 ký quay đầu dài. Bi chị Phí Bích Nguyệt dài. Mấy cái đẹp thì nhỏ về thẳng cân chị ơi. Về mua, mua về xong để treo ngắn để có động lực giảm cân. Rồi cho em mã sọc nè, 55kg qua đầu sọc cho em. 55kg qua đầu cho em mã sọc ạ. Rồi 55kg qua đầu sọc nhá. 55kg qua đầu sọc nè. 55kg qua đầu sọc cho em ạ. 55kg qua đầu cho em mã sọc nè. 55kg qua đầu sọc nhá. 55kg qua đầu sọc. Rồi con này chị nào cỡ tầm 45kg quay đầu mặc vừa cho em mặt trắng. Được chứ Phan Hương ơi, được mẹ à, còn không, đơn của Phan Hương hết rồi. Nói chung là không xả mất, không đơn xả rồi. Dài, mây trinh. Mây trinh. Mà mấy chị chốt, mấy chị nhớ các chị có bao nhiêu con và có những mã nào nha. Rồi cho em mã xanh ạ. Rồi cho em mã xanh, 45kg qua đầu xanh. 49k mã xanh. Xanh 49. Xanh 49. Rồi, trời ơi đẹp chưa? Rồi lên xem em mã 1 kèm số cho em. Mã 1. Mã 1 nhá. 48 ký qua đầu cho em mã 1. 48 ký qua đầu mã 1 ạ. 48 ký qua đầu 1. 48 ký qua đầu 1. 48 ký qua đầu 1. Rồi vải phi này, 45 ký qua đầu mặc vừa cho em mã phi. 45 ký qua đầu mặc vừa cho em mã phi. 45 ký qua đầu mặc vừa phi cho em ạ. 45kg qua đầu mặc vừa phi nha. 45kg qua đầu mặc vừa cho em mặc phi. 45kg qua đầu mặc vừa phi kèm số cho em. Mặc phi sập hả? Sập chưa thấy chị nào comment mà. À mã sập chị, mặt trời của bé nó bị ẩn chị ơi.
mã sập cho chị mặt trời của bé nhá, sập kia bé, sập mặt trời của bé. Rồi mã phi, mã phi kèm số chấm mai cho em được gọi comment nhé. Năm mươi ký quay đầu mặt vừa cho em mã dây này. 50kg quay đầu mặt vừa cho em mã dây. 50kg quay đầu mặt vừa cho em mã dây ạ. 50kg quay đầu mặt vừa dây. 50kg quay đầu dây. 55kg quay đầu che mã sọc. 55kg quay đầu che mã sọc ạ. 55kg quay đầu sọc. Trời ơi lạnh quá mọi người. Sọc này, 55kg quay đầu sọc cho em. 55kg quay đầu sọc ạ. 55kg quay đầu cho em sọc. 55kg quay đầu sọc này. Thì chị cho cái nào em bỏ cái nấy thôi, chứ em làm gì mà để chung trong với người khác được. Chị của chị thì em bỏ bọc của chị thôi. Sọc hiệp nghi Huyền Ngọc Kim Nguyễn Bạch Trần Thị Kim Hạnh. Rồi con này 48kg qua đầu mặt vừa cho em mã xanh. 48kg qua đầu mặt vừa xanh Ngọc Kim Nguyễn. Rồi đây xem em mã xanh, mã xanh con này nhá, cho em xanh. Đấy. À Ngọc Kim Nguyễn xanh. Rồi form ngắn này, lên xem em mã ngắn nhá, 50kg qua đầu ngắn. Bán chị ơi nhưng mà chưa có like chị nhá. Rồi con này lên xem em mã ngắn kèm số cho em ạ. Cho em ngắn. Trời ơi sự lạnh lắm luôn. Ký quay đầu này, 50kg quay đầu cho em. 50kg ạ. Rồi lên xem em mã vàng, 50kg quay đầu cho em mã vàng. 50kg quay đầu cho em mã vàng, phong dài đi nào. 50kg quay đầu cho em mã vàng. 50kg quay đầu mã vàng. Rồi, 50kg quay đầu mã lạ, 50kg quay đầu lạ cho em. 50kg quay đầu lạ, sọc này, sọc trang rupee này, trang rupee quay đầu rupee này. Sọc trang rupee này bé. Sọc trang rupee. Rồi con này lên xem em mã lạ. Lạ kèm tờ cho em, cho em lạ nhé. Lạ. Lạ kèm số cho em ạ. 55-56kg quay đầu cho em trắng. 55-56kg quay đầu trắng. Rồi vàng cho trang, trang rupee này. Rồi cái này lên xem em ạ, trắng kèm số cho em. Trắng. Rêu này các chị này. 50kg quay đầu mặc vừa rêu. 50kg quay đầu mặc vừa rêu. 50kg quay đầu rêu, rêu. Rồi lên xem em mã nâu, 50kg qua đầu nâu. 50kg qua đầu nâu. 50kg qua đầu nâu. Rồi 48kg qua đầu cho em ạ, bánh bèo. 48kg qua đầu bánh bèo cho em. 48kg qua đầu bánh bèo ạ, 48kg qua đầu bánh bèo cho em nha. 48kg qua đầu bánh bèo ạ. Reo cho chị Ngọc Thi Nguyễn ạ. Rồi 55kg qua đầu cho em ạ, xanh. 55kg qua đầu xanh này. 55kg qua đầu xanh nha. 55kg qua đầu xanh cho em ạ. 55kg qua đầu xanh. Rồi con này cho em ạ, xám. 50kg qua đầu mã xám. Bèo cho chị Ngọc Kim Nguyễn. Rồi lên xem em ạ, xám cái vàng ạ. Rồi lên xem em ạ, xám kèm số cho em. Xám á. Mã xám. Mã xám. Rồi con này cho em ạ, còn tem. 60kg qua đầu cho em còn tem. 60kg qua đầu cho em mã còn tem. 60kg qua đầu mặc vừa cho em mã còn tem. Rồi 45kg qua đầu cho em đỏ. 45kg qua đầu đỏ cho em ạ. 45kg qua đầu đỏ này. 45kg qua đầu mặc vừa đỏ. Đỏ kèm số cho em. 45kg qua đầu đỏ này. 45kg qua đầu đỏ nhé. Rồi 50kg quay đầu mặc vừa cho em mặt trắng. 50kg quay đầu mặc vừa trắng cho em. 50kg quay đầu mặc vừa lên cho em mặt trắng đấy. 50kg nhá. 50kg quay đầu mặc vừa trắng. 50kg quay đầu trắng cho em.
50kg bắt đầu trắng ạ. Rồi lên xem em mã ren kèm số này, ren nhá. Mã ren 55kg qua đầu ren. Chốt nữa không các chị ơi, 55kg qua đầu ren. 55kg qua đầu ren này. 55kg qua đầu ren. 55kg qua đầu ren. Ren. 50kg qua đầu cho em ạ hồng, 50kg qua đầu hồng cho em ạ. Trắng chị Phí Bích Nguyệt. 50kg qua đầu này, 50kg qua đầu. Lên xem em mã hồng, 50kg qua đầu cho em mã hồng, ren cho chị Ngọc Thị Nguyễn. Rồi lên xem em mã hồng, mã hồng này, mã hồng kèm số ạ, mã hồng nha. Hồng kèm số cho em, mã hồng. Mã hồng. Rồi lên xem em mã to này, 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mặc vừa cho em mã to. 60-65kg mặc vừa cho em mã to. Mã to. Rồi 48kg quay đầu, 48kg quay đầu trên mã 1 này, bây giờ mới ok. 48kg quay đầu trên mã 1. Đọc đi, ăn lộn. Mã 1. Mã 1. Rồi, con này có rút dây rút eo nhá. Rồi lên xem em mã dây kèm số cho em. 52kg qua đầu dây, 52kg qua đầu dây cho em ạ. 52kg qua đầu dây, 52kg qua đầu dây cho em. 52kg qua đầu dây. 55kg qua đầu cho em ạ. Nu, 55kg qua đầu nu. 55kg qua đầu nu. Nu. Cái chị không chốt nữa em nghỉ này. 50kg qua đầu cho em ạ, khép vai, 50kg qua đầu khép vai. Các chị không chốt là em nhảy nha. Các chị không chốt là em nhảy nha mọi người ơi, nhảy nha. Nu chỉ mặt trời của bé đấy. Nu chỉ mặt trời của bé đấy. Hả? Nu mặt trời của bé. Đây. Em lên vài con nữa nè. Mã dây, dây này. Dây của Nhất Lê Minh. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ này. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ nhé. Tại vì em móc con này em lên con này thôi chị ơi. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ. Trời ơi tóc mình sơ sát ạ. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ. 45kg quay đầu nhỏ này. 45kg quay đầu nhỏ. 45kg quay đầu nhỏ. Ôi lạnh lắm em ơi. 50kg quay đầu cho em mã caro. 50kg quay đầu cho em mã caro này. 50kg quay đầu mặc vừa cho em mã caro. 50kg mặc vừa cho em mã caro kèm số cho em. Thôi các chị không chốt nữa em nhảy nha. Nhảy nha các chị nha.